Cung Luân Ma chủ chương 1804 Bằng hữu cũ hai Ngay cả loại rượu nho cửu nhưỡng do các tiểu quốc bộ tộc Tây vực hiến tặng mà hắn uống vào cũng chẳng có mùi vị gì. Phương Huynh, ngươi lại bị thẩm trưởng môn trừng phạt à? Nghe thấy giọng nói này, Phương thất thiếu sửng sốt, sau đó hắn lập tức bò dậy, vui mừng nhìn sở hưu và Long Linh Nhi trên tường thành. Sở Huynh Sở Đại Nhân Sở Giáo Chủ ngài tới đây cứu ta thoát khỏi biển khổ phải không mau dẫn ta đi ngươi ra mặt ta cam đoan trưởng môn còn không dám thả một cái rắm nào phương thất thiếu thần sắc kích động nói cả đống lời không đâu sau đó hắn mới nhìn sang long linh nhi bên cạnh sở hưu hắn gãi đầu một cái nở một nụ cười tự cho là tiêu sái nói vị cô nương này thật quen mắt tại hạ phương thất thiếu chắc cô nương cũng từng nghe tên của ta chẳng hay hắn còn chưa nói xong trên bả vai trắng như tuyết của Long Linh Nhi đã xuất hiện một con rắn nhỏ ba đầu, nhìn chầm chầm vào hắn. Thôn Kim xà ba đầu. Ngươi là thánh nữ bái nguyệt giáo. Phương thất thiếu giật nảy mình, vội vàng nhảy sang một bên. Hắn và Long Linh Nhi từng quen biết, cũng gặp nhau vài lần. Nhưng lúc đó Long Linh Nhi luôn mặc áo trắng, còn đeo mạng che mặt, hôm nay cô đổi trang phục, Phương thất thiếu không nhận ra. Sở hưu ho khang một tiếng nói, Phương Huynh, ngươi làm sao vậy? Phương thất thiếu thở dài một tiếng nói, đừng nói nữa, trưởng môn muốn giao chức thành chủ kiếm vương thành cho ta. Đây là chuyện tốt mà, trưởng môn kiếm vương thành phương thất thiếu, chắc chắn nghe oai phong hơn kiếm thủ phương thất thiếu rồi. Phương thất thiếu sắc mặt u oán nói, chuyện tốt. Trưởng môn nói thực lực của ta thì đủ, nhưng trước khi ta tiếp quản kiếm vương thành, nhất định phải có năng lực làm trưởng môn mới được. Cho nên thời gian này, ta vẫn luôn đi theo trưởng môn học cách làm trưởng môn, xử lý mấy chuyện linh ta linh tinh giữa các tiểu quốc các bộ tộc ở Tây Vực, còn phải chú ý tới đủ loại động tĩnh trên giang hồ, những chuyện lạc vặt quái đảng vân vân, đầu ta sắp nổ tung đến nơi rồi. Lúc này một giọng nói lại vang lên, khốn kiếp. Đây là yêu cầu cơ bản của trưởng môn, ngươi chẳng biết cái gì cả thì làm trưởng môn sao được. Thẩm Thiên Vương từ bên dưới đi lên, cung kính thi lễ với sở hưu nói, xin chào sở giáo chủ, không biết sở giáo chủ đến đây, không nên đón từ xa, mong ngài. Lúc này Thẩm Thiên Vương không dám có thái độ không cung kính với Sở Hưu. Phải nói trên giang hồ hiện tại, ngoài lão thiên sư và Dạ Thiều Nam, không ai dám không cung kính với Sở Hưu. Đương nhiên Lục Trường Lưu cũng có thể, nhưng chính hắn lại không biết. Nghĩ tới chuyện này trước mình còn ngăn cản Phương Thất thiếu tiếp xúc với Sở Hưu, bây giờ nhớ lại, Thẩm Thiên Vương chỉ cảm thấy mình rất may mắn, may là lúc trước mình không làm gì quá đáng. Hiện nay Sở Hưu đã hồng bá giang hồ. Bạn nhất kiếm vương thành bọn họ gặp tình thế nguy hiểm gì, chỉ cần phương thất thiếu mở miệng, chẳng lẽ sở hưu lại không giúp đỡ. Cũng như thương dương mạc gia kia, tuy thực lực của họ chẳng ra sao, nhưng ai cũng biết năm xưa giáo chủ mạc thiên lâm từng là hảo hữu với sở hưu, cho nên cho dù là thương thủy doanh thị đứng đầu trong cửu đại thế gia cũng đối xử rất khách khí. Nhân quả giao tình với giáo chủ ma giáo sở hưu, đây là đại cơ duyên có cầu còn chẳng được. Sở hưu xua tay nói, thẩm trưởng môn không cần khách khí thật ra lần này ta tới làm mượn một người của thẩm trưởng môn thẩm thiên vương lập tức nói sở giáo chủ muốn mượn ai cứ nói thẳng là được sở hưu chỉ vào phương thất thiếu nói chính là phương huynh nghe sở hưu nói vậy gương mặt phương thất thiếu lập tức vui mừng như điên thẩm nhũ quả nhiên vẫn là sở huynh hiểu ta còn gương mặt thẩm thiên vương lại lộ vẻ khó xử nghe sở hưu nói muốn mượn phương thất thiếu thẩm thiên vương cảm thấy khá khó xử nếu là chuyện khác chắc chắn thẩm thiên vương sẽ không hề do dự nhưng phương thất thiếu lại là người thừa kế tương lai của kiếm vương thành bây giờ chỉ cần phương thất thiếu cố gắng thêm một chút thôi là trở thành người thừa kế hắn không muốn phương thất thiếu xảy ra chuyện sở hưu vung tay lên nói thẩm trưởng môn yên tâm tìm một nơi yên tĩnh rồi nói tiếp sau khi thẩm thiên vương dẫn sở hưu tới một gian mật thất sở hưu mới lấy kiếm hồn mà mình nhận được trong phong vân kiếm trũng ra Tuy thẩm thiên vương không biết đây là thứ gì, nhưng hắn có thể cảm giác được trong vật này ẩn chứa kiếm ý kinh người. Sở hưu nói, các ngươi đều biết chuyện Yến Chi bước vào cảnh giới võ tiên, nhưng thực ra yêu cầu không phải võ tiên thật sự, nói chính xác hơn hắn là ngụy võ tiên. Kiếm hồn này là ta tìm được trong phong vân kiếm trũng, chỉ cần dùng kiếm linh kiếm khí bồi dưỡng ngàn năm, giúp nó lớn mạnh, sau khi luyện hóa có thể bước vào cảnh giới võ tiên, mượn kiếm hồn khống chế lực lượng quy tắc. Đương nhiên người bình thường không thể chờ lâu như vậy, nhưng hiện tại chỉ cần Phương huynh lập tức luyện hóa, hắn có thể bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, lý giải đối với kiếm đạo cũng gia tăng. Phương Thất thiếu nghe vậy hai mắt sáng bừng lên nói, "Bảo bối, vẫn là sở huynh thành tâm, tới chơi thì thôi, còn mang theo quà. Nhưng ngươi đã có thịnh tình như vậy, ta đâu thể chối từ được. Ta cũng không khách khí nữa." Im miệng thẩm thiên vương giận giữ mắng phương thất thiếu một câu rồi thận trọng hỏi sở hưu xin hỏi sở giáo chủ định bảo thất thiếu làm gì thẩm thiên vương là dân giang hồ lão luyện hành xử cũng khá thận trọng dù sao theo hắn thấy sở hưu đưa thứ quý giá như vậy cho phương thất thiếu vậy chuyện cần hắn làm cũng cực kỳ nguy hiểm sở hưu lắc đầu nói thẩm trưởng môn yên tâm phương huynh là hảo hữu lâu năm với ta đương nhiên ta sẽ không hại hắn ta chỉ muốn hắn làm giúp ta một chuyện mà thôi chẳng hay thẩm trưởng môn hiểu được bao nhiêu về đại la thiên thẩm thiên vương nghi ngờ nói là đại la thiên mà người dưới hạ giới đi lên từ vạn năm trước ta cũng chỉ biết qua tin tức mà sở giáo chủ lan truyền thôi sở hưu gõ bàn một cái thuật lại chuyện của mình ở đại la thiên cho thẩm thiên vương đồng thời cũng là báo cho phương thất thiếu và long linh nhi sau khi nghe xong mọi người đều trợn mắt há hốc mồm vẻ mặt kinh hãi nói xong sở hưu trầm giọng chốt lại những kẻ mà ta đắc tội ở Đại La Thiên chưa chắc đã có thực lực mạnh bằng ta, nhưng bọn chúng liên kết lại, rất phiền toái. Ý định của ta khi tới tìm Thánh nữ Bái Nguyệt giáo và Phương huynh rất đơn giản, chẳng phải đệ tử của bọn họ bị ta giết à? Được thôi, bây giờ ta trả lại cho bọn họ một đệ tử. Nói đơn giản hơn, ta gọi các ngươi tới làm gián điệp. Thật ra Sở Hưu đã không cần giấu giếm chuyện này. Hiện tại phong ấn ở Thiên môn đã xuất hiện vết nứt Tốc độ thiên địa nguyên khí lan tỏa cũng càng lúc càng nhanh. Bên Đại La Thiên không có phản ứng, chắc đang giữ thái độ cảnh giác, không phá hủy trận pháp. Cho nên theo thời gian trôi qua, có lẽ không bao lâu nữa trận pháp sẽ vỡ vụn, đến lúc đó hai giới liên thông, tất cả mọi người cũng biết chuyện. Sở Hưu đã chiếm xong tiên cơ, y không cần lén lút cẩn thận che che giấu giấu nữa. Những lời Sở Hưu vừa nói khiến ba người cực kỳ chấn động thẩm thiên vương tốn thời gian rất lâu mới tiêu hóa được tin tức này lúc này hắn bỗng cảm thấy đồng tình với các đại tông môn trên giang hồ bọn họ còn đang cảnh giác sở hưu ở dưới hạ giới thận trọng tính toán xem côn luân ma giáo có thể làm tổn hại tới lợi ích của mình không kết quả người ta đã chinh chiến ở một thiên địa khác đã có chiến tích bất phàm cứ như vậy những tông môn ở hạ giới đáng buồn biết bao những thứ họ biết chỉ là sở hưu muốn nói cho họ ví dụ như bí mật về thiên môn còn chuyện sở hưu không muốn nói với họ, ví dụ như những chuyện mà y vừa kể, cho dù tâm cơ của họ có sâu hơn nữa, cũng không thể tính ra được. Thẩm Thiên Vương thở dài một tiếng, tiêu hóa xong lượng tin tức này, hắn đột nhiên hỏi Phương Thất Thiếu, "Thất Thiếu, ngươi có đồng ý tới Đại La Thiên cùng sở giáo chủ không?" Phương Thất Thiếu không buồn suy nghĩ đã lập tức gật đầu, "Đi." Đương nhiên là phải đi chứ. Chơi vui như vậy, à không, chuyện mang tính khiêu chiến như vậy làm sao thiếu ta được. Sở hưu thấy bộ dạng của phương thất thiếu, không khỏi lắc đầu cười nói, thẩm trưởng môn, trí của phương huynh không ở chỗ này, người có cưỡng ép hắn nghiên cứu những phương pháp quản lý tông môn kia cũng vô dụng. Thẩm thiên vương bất đắc dĩ nói, các ngươi nghĩ ta muốn hắn đi học mấy thứ này à? Nhưng hắn là người chấp trưởng kiến vương thành đời tiếp theo, nếu ngay cả những thứ cơ bản này cũng không học được, làm sao hắn làm trưởng môn được? Sở hưu lắc đầu nói, thẩm trưởng môn, ngươi làm vậy là sai rồi, chính vì đây là thứ cơ bản nhất nên phương huynh mới không cần phải học giáo chủ côn luân ma giáo như ta còn nhiều việc hơn thậm chí liên quan tới hai giới thượng hạ nhưng phần lớn thời gian hoặc là ta ở bên ngoài hoặc là bế quan sẽ tự có người am hiểu xử lý giúp ta còn ta chỉ cần cam đoan bọn họ đáng tin cậy và trung thành tuyệt đối là đủ giang hồ rất phức tạp còn võ giả của thế giới này lại rất thuần túy phương huynh là một kiếm khách thuần túy như vậy đừng để hắn lãng phí thời gian vào chuyện khác chỉ cần hắn chuyên tâm vào kiếm đạo là đủ thẩm thiên vương nhìn phương thất thiếu ánh mắt đảo lung tung sắc mặt hèn mọn có làm sao cũng không thể tin nổi tên này là người thuần túy huống chi mình chứng kiến hắn lớn lên tên này lấy đâu ra thuần túy nhưng sở hưu nói cũng có lý đây là nhân vật chí tôn trong thiên hạ ngày nay giáo chủ ma giáo sở hưu đã nói đương nhiên thẩm thiên vương phải coi trọng Sở Hưu cáo từ rồi dẫn Phương Thất Thiếu và Long Linh Nhi rời khỏi. Sau khi bọn họ đi, Thẩm Thiên Vương lập tức lo lắng không yên, trở về triệu tập võ giả Kiếm Vương thành bàn luận. Còn bàn luận chuyện gì? Đương nhiên là không bao lâu sau võ giả Đại La Thiên sẽ hàng Lâm. Đối với Sở Hưu, đây không phải chuyện lớn, nhưng đối với võ giả hạ giới lại đủ tạo thành một cơn địa chấn. Theo lý mà nói, những võ giả thượng cổ coi như sư tổ của bọn họ, là tiền nhân nhưng vấn đề là đã một vạn năm đôi bên chưa từng gặp mặt hơn nữa nói chính xác hơn là vạn năm trước bọn họ đã vứt bỏ những người ở lại đây là thù oán không nhỏ tới khi bọn họ thật sự hạ giới đôi bên liệu có chung sống hòa bình không nằm mơ đi cho nên hiện tại kiếm vương thành phải chuẩn bị sẵn sàng nếu võ giả đại la thiên thật sự hạ giới kiếm vương thành bọn họ cũng phải nghĩ xem nên tiếp xúc với đối phương bằng thái độ ra sao lúc này bên phía sở hưu sau khi ra khỏi kiếm vương thành phương thất thiếu vỗ ngực nói cuối cùng cũng trốn ra được sở huynh xem như ngươi cứu ta một mạng còn ở đấy nữa chắc ta uất ức chết mất thôi thẩm trưởng môn là người chu đáo suy nghĩ hơi nhiều hắn cũng hy vọng ngươi có thể tiếp nhận kiếm vương thành thuận lợi sở hưu khuyên bảo một câu vừa dẫn bọn họ trở lại phân điện nam mang vừa giảng giải một số kiến thức quy củ thông thường cho bọn họ sau khi dẫn phương thất thiếu và long linh nhi trở lại đại la thiên hai người cũng kinh ngạc nhìn xung quanh long linh nhi dù sao cũng là thánh nữ còn coi là có chút kiến thức ít nhất không như phương thất thiếu chẳng khác nào nhà quê chưa thấy việc đời sau khi dẫn hai người tới sở hưu còn tìm lạc phi hồng đang ở dưới hạ giới trước đó trong trận chiến tấn công thiên môn lạc phi hồng cũng dẫn theo người của một đường tham gia tấn công thiên môn sau đó cô lại tìm được một môn công pháp trong thiên môn bắt đầu tu luyện ở nơi đó lạc phi hồng vừa đẩy cửa ra ngoài vừa nói sở đại giáo chủ mỗi ngày trăm công ngàn việc, sao còn thời gian rảnh rỗi tới tìm ta? khi thấy trong phòng còn có cả phương thất thiếu và long linh nhi, lạc phi hồng mới ồn một tiếng nói, sao ngươi còn gọi cả bọn họ tới? chẳng lẽ định mở tiệc ôn chuyện long hổ bản ngày trước à? sở hưu hiếu kỳ nói, sao ngươi biết cô ấy là thánh nữ bái nguyệt giáo? sở hưu nhớ lúc bình thường đi lại trên giang hồ, thánh nữ bái nguyệt giáo chưa từng để lộ diện mạo thật, lạc phi hồng chưa từng thấy mới đúng lạc phi hồng nhúng vai nói trực giác của nữ nhân ngươi không hiểu đâu ta nhìn nữ nhân thường chuẩn hơn so với nam nhân sở hưu ho khan một tiếng nói ta bảo ngươi tới là muốn ngươi làm gián điệp đánh vào thủ hạ của đám truyền nhân của cổ tôn kia nghe nói trong thiên môn ngươi lấy được bí pháp luyện thể của nhánh đạo gia thái ất huyền công lại thêm lực lượng nội tình của ngươi đã rèn luyện rất vững chắc vừa hay có thể bái vào môn hạ của trấn long thần tướng hứa thiên nhai còn long linh nhi bản thân ngươi ngoài tu luyện cổ thuật còn có đủ loại ma công bí thuật của bái nguyệt giáo tuy nguyên lý khác biệt nhưng tính linh động lại cực kỳ tương hợp với chi phái của cổ nguyệt tôn giả vừa hay có thể gia nhập làm môn hạ của cổ nguyệt tôn giả phương thất thiếu ở bên cạnh cướp lời nói vậy là ta gia nhập môn hạ của lăng thiên kiếm tôn à sở hưu lắc đầu nói không ta muốn để ngươi gia nhập thiên hạ kiếm tôn phương thất thiếu kinh ngạc nói vì sao ta lại khác với hai cô gái này đánh vào nội bộ một tông môn còn khó hơn làm đệ tử dưới trướng một cường giả cổ tôn nhiều. Sở hưu nói, Trấn Long thần tướng và cổ nguyệt tôn giả thường đồng hành, đệ tử phù hợp với yêu cầu của cả hai người bọn họ đã hiếm lại càng hiếm, khá dễ gia nhập. Còn Lăng Thiên kiếm tôn thịnh cửu biên tính cách cực kỳ bắt bẻ, hơn nữa còn cứng nhắc cố chấp. Nghe nói thậm chí hắn còn không quá hài lòng đối với Vũ Văn Phục, nếu không Vũ Văn Phục đã chẳng phải tham gia tranh đoạt Đại La Thần Cung. Sở hưu dừng lại một chút, Cân nhắc giọng điệu rồi mới nói, đương nhiên thực lực và thiên phú của ngươi đều không có vấn đề gì, thậm chí trong số cường giả kiếm đạo thế hệ trẻ của Đại La Thiên cũng không có mấy người sánh ngang với ngươi. Nhưng tính cách của ngươi thì rất dễ xung đột với thịnh cửu uyên. Ta sợ đưa ngươi tới bên cạnh thịnh cửu Biên, chưa chắc hắn đã thu nhận ngươi, cho nên đưa ngươi vào trong thiên hạ kiếm tông thì ổn thỏa hơn. Phương thất thiếu nghe vậy trợn tròn hai mắt, thế là có ý gì? Đang chê hắn hay sao? đương nhiên không phải sở hưu ghét bỏ phương thất thiếu tuy tính kỹ ra cũng có một chút ghét bỏ nhưng bảo phương thất thiếu tới làm gián điệp ở chỗ thịnh cửu biên thì có vẻ thiếu trách nhiệm đối với phương thất thiếu trước đó thịnh cửu biên tới gây sự với y tuy sở hưu có thể cảm nhận được thịnh cửu biên phẫn nộ muốn giết người nhưng cảm giác không mãnh liệt ít nhất cũng không mãnh liệt như hứa thiên nhai thịnh cửu biên khiến sở hưu có cảm giác không phải hắn mất đệ tử mà là mất mặt cho nên hắn tới báo thù sở hưu là để tìm lại thể diện của mình. Hiển nhiên đối với hắn mà nói, thể diện của bản thân còn quan trọng hơn nhiều so với đệ tử của mình. Sở hưu vỗ vai phương thất thiếu nói, ngươi đường đường là nam nhân, nhiệm vụ khó hơn hai nữ nhân cũng rất bình thường, chẳng lẽ ngươi lại không biết xấu hổ so đo với hai cô gái à? Phương thất thiếu nhìn Long Linh Nhi và Lạc Phi Hồng một cái. Hắn rất muốn nói mình không biết xấu hổ thật. Hắn tùy ý khoát tay áo, ăn cùng kẻ ăn ít, bắt lấy người mềm tay, được rồi, coi như giúp ngươi lần này. Long Linh Nhi ở bên cạnh nói, nhưng ngươi làm thế nào để xếp chúng ta tới cạnh hai vị cổ tôn và thiên hạ kiếm tông? Bán từ trên trời rớt xuống thì không phải chuyện tốt lành gì. Cho dù hai vị đó là cổ tôn, phần lớn thời gian là tu luyện trong rừng rậm, thiếu tâm cơ vào thủ đoạn, nhưng không thể không có chút cảnh giác nào được. Sở hưu hít mắt nói, cái này thì ngươi không cần phải lo, ta xử lý là được ta ở Đại La Thiên lâu như vậy, nếu không thể làm được chút chuyện nhỏ này thì chẳng phải uổng phí tiếng tâm của sở hưu ta quá à. Sở hưu bố trí phương thức thiếu luyện hóa kiếm hồn, tiện thể cho người giảng giải chi tiết về Đại La Thiên cho bọn họ, còn y thì tìm người bố trí chuyện này. Còn tìm ai, sở hưu đã nghĩ kỹ, chính là môn chủ thần cơ môn, tư không đàm. Kẻ này từng liên thủ với Vũ Văn Phục định giết y, cuối cùng u ám đào tẩu. Trong Đại La Thần Cung, đối phương may mắn sống sót, cũng thoải mái rời khỏi, chuyện này thì sở hưu đều biết. Nhưng sở hưu lại không tới gây chuyện với hắn. Một là vì vấn đề tầm mắt. Với thực lực và địa vị hiện tại của sở hưu, tới gây sự với trưởng môn của một môn phái nhỏ là không đáng, có vẻ rất mất giá. Ngoài ra sở hưu thật sự không có thời gian tới gây chuyện với loại tiểu nhân vật như vậy, khi đó sở hưu còn bận tấn công thiên môn. Nhưng hiện tại, y lại đang cần dùng đối phương thần cơ môn ở Nam Vực, sau khi trở lại từ Đại La Thần Cung, tư không đàm luôn có vẻ mất hồn mất vía, không khác gì chim sợ cành công, khiến các võ giả thần cơ môn không hiểu nổi rốt cuộc trưởng môn của bọn họ gặp chuyện gì, chẳng lẽ bị yêu quỷ trong Đại La Thần Cung dọa sợ rồi. Thật ra cũng đúng là tư không đàm bị dọa sợ, nhưng không phải bị yêu quỷ dọa mà là bị sở hưu dọa. Sau trận chiến liên thủ với Vũ Văn Phục vây công sở hưu, phong thái vô địch của sở hưu đã khiến tư không đàm sợ vỡ mật, bản thân hắn vốn không phải loại võ giả bừng bừng chiến ý. Sau đó hắn còn biết tin sở hưu giết chết tân già la, bước vào cảnh giới võ tiên trong đại la thần cung, chuyện này khiến tư không đàm càng sợ hãi. Nghĩ tới chuyện mình lại đi vây công sở hưu, lá gan tư không đàm lại run rẩy. Sau đó vài tháng liền hắn không thấy sở hưu tới gây sự, tư không đàm mới thở vào một hơi. Xem ra sau khi bước vào cảnh giới võ tiên, tầm mắt và khí độ của sở hưu đã tăng lên, y sẽ không so đo những chuyện này cho nên gần đây tư không đàm mới thấy buông lỏng lúc này tư không đàm đang thay một bộ hoa phục mới tinh màu vàng định ra ngoài tham gia đại điển trưởng môn nhận đệ tử của huyền tâm điện thực lực thần cơ môn của tư không đàm trong nam vực thì chẳng ra sao nhưng hắn lại giao du khắp nơi mạnh vì gạo bạo vì tiền cho nên mỗi tông môn có chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng tới tìm hắn thời gian trước đó tư không đàm có chuyện lo lắng từ chối không ít lời Bây giờ mới bình tâm lại, hắn cũng phải phát triển những mối quan hệ trước kia. Sau khi căn dặn các đệ tử khác trong coi tông môn, Tư Không Đàm một thân một mình rời khỏi môn phái. Huyền Tâm Điện cách thần cơ môn của hắn không xa, chỉ mất một ngày đi qua đi lại, cho nên không cần làm to chuyện, mang theo quá nhiều người. Ngay lúc Tư Không Đàm vừa đi được nửa đường, đi ngang qua một con đường nhỏ trong rừng rậm, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng hắn. "Tư Không Đàm, ngươi có nhận ra ta không?" tư không đàm lập tức biến sắc thân thể run rẩy như cái sàn làm sao hắn lại không nhận ra giọng nói này cho được thời gian trước hắn gặp ác mộng trong đầu toàn là giọng nói này vốn dĩ hắn tưởng đối phương đã tha cho mình kết quả ngay lúc mình thả lỏng nhất đối phương lại xuất hiện chuyện này khiến tư không đàm như sắp sụp đổ ngay sau đó tư không đàm khôi phục tinh thần đột nhiên bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin sở đại nhân tha mạng lúc trước ta bị mở heo che lòng nên mới liên thủ cùng vũ văn phục đối phó với ngài thật ra ta cũng không muốn nhưng tên vũ văn phục kia lấy thân phận truyền nhân lăng thiên kiếm tôn ra uy hiếp ta ta cũng bị ép không còn cách nào thôi sở đại nhân bên trên ta có cha mẹ già dưới có trẻ nhỏ giữa còn có các đệ tử thần cơ môn cần chiếu cố ngài tha cho ta một lần đi tư không đàm đột nhiên làm vậy khiến sở hưu sửng sốt từ hạ giới tới đại la thiên y đã thấy không ít vỏ giả có lẽ thực lực mạnh không đồng nghĩa với thủ đoạn cao siêu cũng không có nghĩa là tâm cảnh cứng cỏi nhưng đến cảnh giới thiên địa thông huyền là cao thủ có thể khai tông lập phái ở đại la thiên cho dù đặt ở hạ giới cũng là nhân vật đứng trên đỉnh cao cho dù là kẻ địch chết dưới tay y cho dù là kẻ đối đầu với y tới cùng cũng có kẻ tức giận quát mắng mà kẻ chạy trốn cũng có nhưng không có ai ăn nói khép nép như tư không đàm chỉ có mình hắn là bất chấp tất cả cầu xin tha thứ tên này cũng coi là kẻ kỳ dị hắn làm như vậy lại khiến sở hưu không nói nổi những gì mình định nói sau khi nghĩ lại câu từ sở hưu mới nói yên tâm ta sẽ không giết ngươi nếu ta muốn giết ngươi ngươi đã chẳng sống được tới hiện tại nghe sở hưu nói sẽ không giết mình tư không đàm mới thở vào một tiếng vội vàng bò dậy nhưng ngay sau đó sở hưu lại nói có điều tuy không giết ngươi nhưng tội chết có thể miễn tội sống lại khó tha bây giờ ngươi giúp ta làm một việc làm được thì ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ không làm được sở hưu còn chưa dứt lời thì tư không đàm đã nói trước chỉ cần sở đại nhân tha cho ta lần này tại hạ chắc chắn sẽ làm tùy tùng của sở đại nhân muôn chết không chối từ đừng nói một chuyện cho dù là một trăm chuyện thuộc hạ cũng sẽ làm giúp ngài tuy tư không đàm sợ chết nhưng đầu óc xoay chuyển nhanh chóng vượt xa bình thường chỉ mới mấy câu đã biến thành thuộc hạ cứ như là người của sở hưu sở hưu gật đầu trầm giọng nói chuyện ta giao cho ngươi rất đơn giản chỉ cần ngươi bố trí một thân phận hợp lý cho hai người chưa có thân phận sau đó lại khiến cho hai người tình cờ xuất hiện trước mặt hứa thiên nhai và phương bạch độ để bọn họ nhận làm đệ tử tư không đàm nghe vậy lập tức giật mình hắn không phải kẻ ngốc đương nhiên hiểu sở hưu làm vậy để làm gì ngay lúc Tư Không Đàm Định nói gì đó, Sở Hưu lại lạnh lùng nói tiếp, "Đừng nói với ta là ngươi không làm được chuyện này." Trong Nam vực này, tuy thực lực của thần cơ môn các ngươi không phải mạnh nhất, nhưng lại kinh doanh nhiều thứ nhất. Buôn bán binh khí trận pháp, trao đổi tin tức tình báo, bản thân Tư Không Đàm ngươi cũng rất khéo léo, có giao tình với tất cả các đại phái ở Nam vực. Nếu ngươi không làm được chuyện này thì người khác càng không làm được. Ta biết chuyện này khó khăn, nhưng chắc là mạng của Tư Không Đàm nhà ngươi có giá hơn chuyện này chứ. Bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi. Rốt cuộc ngươi có làm được hay không? Lời nói của Tư Không Đàm đã ra đến miệng rồi còn phải cố nuốt lại, lập tức gật đầu nói, làm được. Sở Hưu hài lòng gật nhẹ đầu, nói với tâm ma trong đầu, chia ra một chút lực lượng vào trong đầu hắn, giám sát hắn. Tâm ma lập tức phản bác, "Sở Hưu, ngươi thật quá đáng, hết lần này tới lần khác." ngươi coi ta như đồ tiêu dùng à thế này thì ta còn chưa chế tạo được thân thể thì lực lượng đã bị ngươi chia hết rồi yên tâm ta đã nghiên cứu tạo hóa ma đạo sâu hơn một tầng chẳng mấy chốc là chế tạo thân thể giúp ngươi được thôi đợi đến lúc ngươi thật sự có được thân thể ngươi có thể tu luyện như người những lực lượng này đều có thể bù đắp lại tuy tâm ma đã bị sở hưu lừa dối không phải một hai lần nhưng cơ hội để thật sự hóa người của hắn đang nằm trong tay sở hưu cho nên đành phải đáp ứng sở hưu vung tay đưa một phần lực lượng của tâm ma vào trong đầu tư không đàm lạnh nhạt nói lưu lại cho ngươi chút cấm chế dùng để giám sát nhưng ngươi yên tâm chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời làm việc giúp ta đương nhiên ta sẽ lấy cấm chế này ra giúp ngươi tư không đàm chua xót cười nói xin đại nhân cứ yên tâm thuộc hạ sẽ dốc hết sức hoàn thành chuyện này giúp đại nhân nhận cơ hội này đổi lấy mạng cho dù tư không đàm có muốn dở mánh lới cũng không được một tháng sau trong rừng rậm ở nam vực tư không đàm thận trọng giải thích thân phận lạc phi hồng và long linh nhi cho bọn họ hai vị phải nhớ cho kỹ các vị vốn là trẻ mồ côi của một mã sơn trang tại thiên lý quận ở nam vực sau khi một mã sơn trang bị kỳ lân đạo tiêu diệt hai người đã lưu lạc giang hồ tình cờ nhận được truyền thừa của hai vị cổ tôn đã qua đời tu luyện tới hiện tại trở về báo thù nếu có ai hỏi thân phận của các ngươi, các ngươi chỉ cần nhớ mình là con cháu của đương gia thứ 27 Lạc Phi và đương gia thứ 32 Long Vạn Lý là được. Cứ cắn chặt vào điểm này, những thứ khác thì lấy lý do qua loa rằng các ngươi còn nhỏ tuổi chưa biết rõ lắm là được. Lạc Phi Hồng đánh giá tư không đàm rồi nói, mật mạp nghe ta nói này, rốt cuộc ngươi có đáng tin cậy hay không? Sao ta cảm thấy kế hoạch của ngươi như làm lấy lệ vậy? Tư không đàm chỉ hơi mập, hắn ghét nhất là có người gọi hắn là mập mạp nhưng đã biết thân phận của hai vị trước mắt, tư không đàm đành bất đắc dĩ giải thích, xin lạc cô nương cứ yên tâm, chuyện mà sở đại nhân đã giao phó, sao ta dám làm lấy lệ. Ngày trước một mã sơn trang có khoảng 72 vị đương gia, cũng thật sự có lạc phi và long vạn lý, chẳng qua không ai để ý tới họ mà thôi. Bây giờ những người biết tới bọn họ đã chết gần hết, chứ đừng nói là biết tới con gái của bọn họ. Hơn nữa không cần quan tâm tình báo này là thật hay giả, sở đại nhân chỉ cần hai vị cô nương gia nhập môn hạ của hai vị cổ tôn kia cho nên chỉ cần bọn họ tin là coi như thành công rồi tư không đàm dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng thành lập sản nghiệp như ngày hôm nay vẫn có chút bản lĩnh bằng không sở hưu đã chẳng chọn hắn vai trò của hắn tại nam vực chỉ là một nhân vật nhỏ nhưng chính loại nhân vật nhỏ này mới là người hiểu biết thấu triệt về toàn bộ nam vực Chính vì hắn là nhân vật nhỏ nên hắn mới phải hao tâm tốn sức nịnh bợ những cổ tôn thực lực cường đại. Hắn hiểu về lăng thiên kiếm tôn, thậm chí hiểu về đám người hứa thiên nhai nhiều hơn nhiều so với sở hưu. Lúc này hứa thiên nhai và Phương Bạch Độ đang định trở lại nơi bọn họ ẩn cư trong rừng rầm Nam Mang, nhưng sắc mặt hai người đều không được tốt. Phương Bạch Độ thở dài nói, nếu biết trong số mệnh hướng tưởng và Trần Cửu Long có kiếp nạn như vậy, lúc trước chúng ta không nên để bọn chúng vào Đại La Thần Cung. Bây giờ hai đứa chúng nó đều chết trong đại la thần cung Chúng ta biết đi đâu tìm hai truyền nhân thích hợp bây giờ Hứa thiên nhai cũng nhức đầu nói Ngươi còn không biết Thì ta biết làm sao được Đều do đám đại phái đáng chết kia 9 phần 10 võ giả đại la thiên Đều bị bọn chúng thu nhận Số người lưu lại cho chúng ta đã ít lại càng ít Phương Bạch Độ Vuốt Cầm nói Hay là chúng ta tới những tiểu tông môn Hay xem thử đám võ giả tán tu xem Không khéo có cá lọc lưới hứa thiên nhai lắc đầu nói tỷ lệ không lớn bất luận là võ giả môn phái nhỏ hay võ giả tán tu nếu bọn chúng thể hiện thiên phú không tồi thì hoặc là được bồi dưỡng như người thừa kế tương lai hoặc là đã gia nhập đại phái làm gì tới phiên chúng ta nhặt lại hai người nhìn nhau cùng thở dài một tiếng truyền nhân của cổ tôn thu đồ đệ có yêu cầu nghiêm khắc như vậy chẳng qua là vì bọn họ không có năng lực như các đại phái chọn một đống đệ tử sau đó lựa chọn người thừa kế ưu tú trong số các đệ tử này bọn họ chỉ có một cơ hội sức lực và tài nguyên của bọn họ cũng chỉ có thể đặt lên một người hôm nay bảo họ làm lại lần nữa tuy bọn họ còn chưa già vẫn còn chút sức lực nhưng vấn đề là kiếm đâu ra người đúng lúc này phương bạch độ đột nhiên nhìn theo một hướng hứa thiên nhai nghi hoặc sao vậy bên kia có người đang giao thủ hình như là định diệt môn hứa thiên nhai suy nghĩ một chút rồi nói hình như bên đó là phượng hoàng sơn một tên đệ tử bị ruồng bỏ của chiến võ thần tông triệu tập một đám hung đồ thành lập sơn trại cướp bóc hình như đặt tên là kỳ lân đạo gì đó dù sao cũng là một lũ ô hợp chiến võ thần tông đúng là kỳ lân đạo này cướp bóc xung quanh thậm chí dám đi cướp của một số môn phái nhỏ giết người không chớp mắt tiếng tâm thối nát tới cực điểm bọn họ không quản chuyện này chẳng lẽ không sợ mất mặt phương bạch độ trầm giọng nói sau khi chiến võ thần tông trở thành đại phái nam vực bọn họ hành xử càng lúc càng tệ. Lúc trước còn coi trọng tiếng tâm một chút, bây giờ thì hoàn toàn không quan tâm. Đi thôi, tới xem rốt cuộc là ai đang ra tay. Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai mang tâm trạng xem trò hay đạp lên không trung đi tới, đến Phượng Hoàng Sơn xem xét, nhưng cảnh tượng ở đấy lại vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Đây đúng là trận chiến diệt môn, nhưng người ra tay diệt môn lại là hai nữ nhân. Trong đó một người nhìn nhẹ nhàng quyến rũ, nhưng ra tay lại linh hoạt tàn nhẫn đủ loại bí thuật ma công tầng tầng lớp lớp khiến người ta khó lòng phòng bị. Một cô gái khác thì hoàn toàn ngược lại, tuy thực lực của cô yếu hơn một chút, chỉ có cảnh giới chân hỏa luyện thần, nhưng tư thế hiên ngang, chiến lực kinh người. Trong tay cô là một thanh trường thương đỏ máu, tung hoành trên dưới, đâm tới đánh bay tất cả võ giả trước mặt. Một nữ nhân dùng thương không ngờ lại có khí thế vô địch của thiên quân vạn mã, đã tu luyện tới tinh túy trong thương pháp. Phương Bạch Độ đột nhiên nói, hai người kia một người chắc tu luyện theo ma công nhưng khi xuất thủ linh hoạt phiêu dật lại phù hợp với tinh túy của chi phái cổ nguyệt ta còn một cô gái khác thương pháp của cô nhóc này đã là xuất sắc hiếm có trong số võ giả cùng cấp bậc quan trọng nhất là ta có thể nhìn ra cô nhóc này tu luyện một môn huyền công luyện thể của đạo gia công pháp luyện thể chi phái trấn long thần tướng của ngươi cũng theo hướng đạo gia đúng không nghe phương bạch độ nói vậy hứa thiên nhai mới phản ứng lại có thể nói hai người này vừa vặn thích hợp làm truyền nhân của bọn họ hơn nữa hai người này một là thiên địa thông huyền một là chân hỏa luyện thần bản thân đã có căn cơ võ đạo bất phàm chỉ cần bọn họ dạy dỗ cho tốt trong thời gian ngắn có thể đuổi kịp hướng tưởng và trần cửu long đã chết nhưng phương bạch độ lại nói nhưng phải điều tra cho kỹ thân phận của hai cô gái này chúng ta vừa mất đệ tử thì hai người này xuất hiện thật quá trùng hợp hứa thiên nhai lại hai mắt tỏa sáng trùng hợp ngươi nghĩ quá nhiều rồi vừa vặn có đệ tử thích hợp xuất hiện ngươi còn ghét bỏ trùng hợp đây là cơ duyên đấy phương bạch độ còn định nói gì đó nhưng lại thấy tư không đàm đang đứng ở một phía khác của của kỳ lân sơn a à, đây chẳng phải gã mập tư không đàm của thần cơ môn à sao hắn lại ở đây tư không đàm hành xử khéo léo phương bạch độ và hứa thiên nhai đều là cổ tôn ở khu nam vực đương nhiên hắn có tiếp xúc với hai vị này mà chủ yếu là nịnh bợ lấy lòng Cả mập kia rất thông thạo tin tức ở Nam vực, hỏi hắn thử xem. Lúc này Tư Không Đàm đang đứng đó cố ra vẻ trấn định chờ đợi. Hắn cố tình đứng đó cho hai người Phương Bạch Độ nhìn thấy. Sau khi Sở Hưu giao việc cho hắn, Tư Không Đàm suy nghĩ một lúc lâu, phương pháp ổn thỏa nhất là muốn bắt thì phải thả, để đối phương chủ động nhận đệ tử chứ không phải tự đưa tới cửa nhà người ta. Cho nên ngoài Lạc Phi Hồng và Long Linh Nhi, còn phải có người đứng ra kể rõ đầu đuôi người này chỉ có hắn là thích hợp nhất thấy phương bạch độ và hứa thiên nhai bị mình thu hút như trong dự đoán tư không đàm lập tức ra vẻ ngạc nhiên tiến tới hỏi xin chào cổ nguyệt tôn giả đại nhân và trấn long thần tướng đại nhân ngọn gió nào thổi hai vị tới đây hứa thiên nhai không nói nhảm với hắn chỉ lên núi hỏi ngươi có biết hai cô gái trên núi không lai lịch của hai người này ra sao tư không đàm thở dài một tiếng nói đương nhiên là biết rồi tình báo để hai người này diệt kỳ lân đạo còn là ta bán cho họ mà. Thật ra hai người này cũng rất đáng thương, phụ thân chính là đương gia thứ 27 Lạc Phi và đương gia thứ 32 Long Vạn Lý của một mã Sơn Trang. Sau khi một mã Sơn Trang bị kỳ lân đạo tiêu diệt, hai cô gái này lưu lạc giang hồ, tình cờ tìm được di tích của hai vị cổ tôn đã đoạn tuyệt truyền thừa, cho nên tu vi thực lực nhanh chóng tiến bộ. Lần này hai người trở về mua tình báo ở chỗ ta để báo thù, nhưng hai cô gái này ngoài truyền thừa mà mình tình cờ nhận được, thậm chí không có chút của cải nào, chuyện mua tình báo vẫn còn đang nợ đây. Nhưng ta cũng có thiện tâm, thấy hai người trải qua gập ghềnh như vậy nên cung cấp tình báo trước, xong chuyện mới trả thù lao cũng được. Tư không đàm cố kiềm chế cảm giác căng thẳng trong lòng, đứng đó lại nhảy cả nửa ngày. Hứa thiên nhai và phương bạch độ lại không nghi ngờ gì hắn mà đồng thời đưa mắt nhìn nhau, cùng gật đầu một cái từ thời thượng cổ tới nay có rất nhiều cổ tôn truyền lại trong đó cũng có không ít đã đoạn tuyệt truyền thừa hai cô nhóc này tình cờ tìm được di tích mà cổ tôn lưu lại cũng rất bình thường hơn nữa tư không đàm nói có lý có chứng cứ bọn họ cũng không ngờ một kẻ nổi tiếng nhát gan và khéo léo ở nam vực lại dám lừa bọn họ nửa ngày sau long linh nhi và lạc phi hồng mới đằng đằng sát khí đi xuống tiện tay vứt cho tư không đàm một đống bí hạt mập mạp đây là thù lao cho ngươi nhiều hơn lời hứa rồi đấy tư không đàm mặt mày hớn hở nói đa tạ hai vị cô nương sau này nếu cần tình báo hay thậm chí là đang dược binh khí tài liệu trận pháp gì đều có thể tới thần cơ môn tìm ta lúc này hứa thiên nhai lại đột nhiên nói hai cô nhóc các ngươi thiên phú không tệ đáng tiếc từ đầu đến cuối không có danh sư chỉ điểm tiếp tục tu hành lung tung như vậy rất có thể hiện tại đã là đỉnh phong của các ngươi muốn phá vỡ khoảng cách giữa trời với người là cực kỳ khó khăn hai người chúng ta mến tài, muốn nhận các ngươi làm đệ tử. Chỉ cần các ngươi chịu bái sư, tài nguyên và công pháp của chi phái chúng ta đều là của các ngươi. Thậm chí ta có thể cam đoan, với thiên phú của các ngươi, trong vòng 20 năm ta có thể giúp các ngươi phá vỡ khoảng cách giữa trời với người. Lạc Phi Hồng biểu môi nói, ngươi là ai, nói nhận đệ tử là nhận đệ tử, chúng ta trông giống như thiếu sư phụ lắm à. Long Linh Nhi thì kéo tay Lạc Phi Hồng, ra vẻ thận trọng nói, mong hai vị tiền bối lượng thứ tỷ muội chúng ta hành tẩu giang hồ sống nương tựa vào nhau tới giờ còn chưa có dự định bái sư tư không đàm ở bên cạnh vội vàng vỗ đùi nói ai da các ngươi có biết hai vị tiền bối này là ai không bọn họ là cổ tôn đấy vị này là trấn long thần tướng hứa thiên nhai thanh danh vang dội vị này là cổ nguyệt tôn giả phương bạch độ trên giang hồ số người muốn làm đệ tử của hai vị này phải xếp hàng dài mà hai vị tiền bối còn thấy chướng mắt nữa là hai người các ngươi được hai vị tiền bối này để ý tới là phúc của các ngươi đấy hứa thiên nhai không nói gì nhưng lại mỉm cười tự đắc thân phận cổ tôn đặt trên giang hồ tự có địa vị thanh cao tuy kém người chấp chưởng của đại phái nhưng ít nhất sẽ không mất giá đặc biệt là đối với một số võ giả tán tu nhưng long linh nhi vẫn ra vẻ cẩn thận cảnh giác nói chúng ta xin nhận hảo ý của hai vị tiền bối nhưng chúng ta thật sự không cần bái sư nếu lúc này long linh nhi và lạc phi hồng mừng rỡ như điên lập tức bái bọn họ làm sư phụ có lẽ bọn họ còn thấy không thích ứng khổ nỗi hai người này liên tiếp cự tuyệt lại khiến bọn họ càng muốn nhận đối phương làm đệ tử phương bạch độ đằng hắn một cái rồi nói hai vị cô nương ta hiểu cảm giác của hai người thời niên thiếu gập ghềnh lang thang trong giang hồ lâu ngày lâu dần sẽ trở nên cảnh giác đối với tất cả mọi người nhưng chúng ta thì khác ngươi biết thân phận của chúng ta rồi đấy Nói một câu không dễ nghe thì hai người chúng ta là võ tiên, nếu chúng ta có ý xấu với các ngươi, các ngươi có năng lực phản kháng không? Ngược lại chỉ cần bái chúng ta làm sư phụ, vậy các ngươi không cần lo có ai có ý đồ xấu với các ngươi. Ít nhất những chuyện các ngươi phải trải qua trong thời niên thiếu sẽ không lặp lại nữa. Nghe hắn nói vậy, Long Linh Nhi và Lạc Phi Hồng có vẻ rung động, lại thêm Tư Không Đàm ở bên cạnh thêm mắm thêm muối cổ vũ, rốt cuộc hai người cũng đưa mắt nhìn nhau thi lễ với Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai, Đồ Nhi ra mắt sư phụ. Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai nhìn nhau, ánh mắt đều lóe lên ý cười. Nhưng bọn họ lại không biết, ngay khi Long Linh Nhi và Lạc Phi Hồng nhìn nhau, ánh mắt hai người cũng có một ý cười khó lòng nắm bắt. Nam Vực, Thiên Hạ Kiếm Tông, Thông Thiên Kiếm Phong Phương thất thiếu đội ánh Thái Dương, bò từng bước một lên đỉnh Thông Thiên Kiếm Phong. Vừa bò hắn còn vừa lẩm bẩm. Trọng sắc kinh bạn vô nhân tính chúc ngươi cả đời không kiếm được vợ người phương thất thiếu đang nguyền rủa chính là sở hưu hơn nữa lúc này sắc mặt phương thất thiếu đang cực kỳ oán trách hết sức khó chịu hắn cảm thấy mình bị lừa hắn biết chuyện lạc phi hồng và long linh nhi sở hưu trực tiếp tới tiền tư không đàm thân phận quá khứ đều được bố trí thỏa đáng thậm chí tư không đàm còn chủ động phối hợp giúp hai cô gái đánh vào nội bộ kẻ địch còn tới phiên phương thất thiếu hắn thì sao sở hưu trực tiếp vỗ vai hắn nói với hắn một câu hành động tùy theo hoàn cảnh thiên hạ kiếm tông thu nhận đệ tử rất nghiêm ngặt cho dù sở hưu có nhờ tư không đàm cũng vô dụng với tấp bậc cỡ tư không đàm căn bản là không thể tác động tới thiên hạ kiếm tông cho nên bố trí của sở hưu đối với phương thất thiếu là để hắn leo lên thông thiên kiếm phong trở thành một trong những phong chủ của thập tam danh kiếm phong thiên hạ kiếm tông đặt tên là thiên hạ ý nghĩa là thâu tóm kiếm đạo trong thiên hạ cho nên trong thập tam danh kiếm phong của thiên hạ kiếm tông có một tòa thương sinh kiếm phong là chuẩn bị cho kiếm khách trong thiên hạ. Thương sinh kiếm phong cứ cách 10 năm lại mở ra một lần, tất cả võ giả trên giang hồ, bất luận ngươi là võ giả tán tu hay võ giả tiểu môn phái tiểu thế gia gì, chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm là có thể đi vào thương sinh kiếm phong, trở thành đệ tử của thiên hạ kiếm tông. Vừa hay thời gian này thương sinh kiếm phong mở cửa, cho nên sở hưu dứt khoát để phương thất thiếu đường đường chính chính leo lên thương sinh kiếm phong theo lời sở hưu thì dưới hạ giới phương thất thiếu ngươi là kiếm thủ tại đại la thiên cũng là kiếm thủ đám võ giả tán tu kia làm sao mà bằng phương thất thiếu nhà ngươi được phong chủ thương sinh kiếm phong ngoài ngươi ra còn có thể là ai bất cứ âm mưu quỷ kế nào cũng không thể sánh bằng thực lực đường đường chính chính lúc đó phương thất thiếu bị sở hưu lừa tới mức mặt mày hớn hở tùy ý để tư không đàm bố trí một thân phận tán tu giả tạo rồi lập tức tới thiên hạ kiếm tông nhưng đến nơi rồi hắn mới cảm thấy hình như mình bị sở hưu lừa muốn lên làm phong chủ thương sinh kiếm phong thì leo lên thông thiên kiếm phong cao nhất mới là khó khăn đầu tiên. Nơi này cấm mọi loại nội lực chân khí, chỉ có thể dùng lực lượng thân thể và ý chí bước từng bước lên. Tuy đối với phương Thất thiếu đây không phải việc khó khăn gì, thế nhưng rất mệt mỏi. Xung quanh còn có một số võ giả khác cũng bò theo, nhưng những người thực lực sơ bản và ý chí yếu kém đều lần lượt bị đào thải. Khó khăn lắm mới leo lên đỉnh núi. Lúc này Phương Thất Thiếu lại thấy đám nhân vật cao tầng của thiên hạ kiếm tông như kiếm tôn La Sơn, thanh lê kiếm tôn mộ Bạch Sương và cửu u kiếm tôn dịch quy tà vừa thăng cấp, thậm chí cả lăng thiên kiếm tôn thịnh cửu uyên cũng đang đứng trên đài cao quan sát. Thịnh cửu uyên và thiên hạ kiếm tông có quan hệ rất thân cận, khi có chuyện thì thịnh cửu uyên cũng tới tham dự, còn có thể giúp thiên hạ kiếm tông quan sát phán xử. La Sơn nhìn các võ giả ở đây, trầm giọng nói, Thiên hạ kiếm công ta tuy tự xưng thâu tóm kiếm đạo trong thiên hạ nhưng cũng không dám nói là thập toàn thập mỹ. Giới kiếm đạo vĩnh viễn không có điểm dừng. Kiếm của tiền nhân chưa chắc đã mạnh, kiếm của hậu nhân chưa chắc đã yếu. Hôm nay mở cửa thương sinh kiếm phong, tuyển ra một phong chủ, số kiếm khách còn lại là 108. Chư vị, để cho lão già ta đây xem thử, trong thiên hạ này lại xuất hiện loại kiếm đạo tuyệt thế cỡ nào. Mở lôi đài tỷ kiếm sau khi La Sơn dứt lời, quảng trường trên đỉnh thông thiên kiếm phong xuất hiện từng thanh trường kiếm khắc họa phù văn, tỏa ra kiếm khí ngập trời. Đây là lôi đài tỷ kiếm do thiên hạ kiếm tông chế tạo, tạo thành từ hơn vạn thanh trường kiếm, tiền thân của mỗi thanh đều là của kiếm khách nổi tiếng trong thập tam danh kiếm phong của thiên hạ kiếm tông. Tất cả kiếm tu đều nhảy lên những trường kiếm kia, bắt đầu giao chiến hỗn loạn. Cái gọi là tuyển chọn thương sinh kiếm phong không phải để lựa chọn ra người đệ nhất mà là chọn ra kiếm thách phù hợp yêu cầu của thiên hạ kiếm tông nhất. Thực lực của ngươi có thể không phải là người mạnh nhất, nhưng ngươi nhất định phải thể hiện kiếm đạo và thiên phú kiếm đạo khiến võ giả thiên hạ kiếm tông coi trọng mới được. Phương thất thiếu cầm kinh nghe kiếm trong tay, chậm rãi đạp lên lôi đài tỷ kiếm. Những võ giả khác trên lôi đài đều cực kỳ căng thẳng, chỉ có phương thất thiếu chậm rì rì như đang xem trò hay, nhưng lại không biết bộ dạng của mình mới là thu hút thù hận. Chỉ trong chớp mắt đã có vài kiếm khách để mắt tới hắn, tấn công về phía hắn. Phương thất thiếu tặc lưỡi thở dài, một lôi đài mà thôi, liều mạng làm cái gì chứ? Phơi bày kiếm đạo có phải đánh nhau ngươi chết ta sống đâu, chẳng lẽ các ngươi cho rằng kiếm đạo chỉ là đạo về chém giết thô kệch thôi sao? Chật chật, thật nông cạn. Những kiếm khách kia thấy phương thất thiếu đứng đó lẩm bẩm, biểu cảm như nuốt phải con ruồi, phẫn nộ quát, im miệng nói đoạn kiếm cương trong tay bọn họ lại mạnh hơn vài phần hiển nhiên định trực tiếp đá cái gã mồm thối đáng ghét này ra khỏi trận nhưng ngay sau đó một luồng kiếm quang chói mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người kiếm quang đó không hề hoa lệ nhưng lại lượng giữa kiếm khí của nhiều bên như xuyên qua thời gian và không gian kiếm thế trong tay đám kiếm khách khác không tự chủ được bị kiếm quang kia thu hút như chủ động đâm vào kiếm quang hơn nữa kiếm thế của một người đâm vào kiếm quang làm bột phát ra một luồng chấn động kiếm khí kịch liệt lại cực kỳ trùng hợp dẫn dắt kiếm thế xe vỏ giả kia khiến nó nổ tung đám người như thương lượng từ trước kiếm thế liên tiếp bùng nổ quy lực tăng cường gấp bội không ngờ lại đánh bay tất cả những kẻ ra tay với phương thức thiếu ra ngoài cảnh tượng này lập tức khiến người khác chú ý nhưng không đợi bọn họ phản ứng lại kiếm tôn la sơn đang ngồi trên ghế chủ đột nhiên nói dừng tay không cần đánh này ngươi chính là phong chủ thương sinh kiếm phong đợt này mọi người nhìn theo hướng La Sơn chỉ, chính là phương thất thiếu. Khoảnh khắc này tất cả kiếm khách tham gia tuyển chọn thương sinh kiếm phong đều đờ ra tại chỗ. Thế này là sao? Tên này chỉ đánh có một kiếm đã trở thành phong chủ thương sinh kiếm phong. Đây là trò trẻ con hay sao? Mọi người còn cảm thấy không phục, nhưng La Sơn không quan tâm tới bọn họ, chỉ thở dài một tiếng nói là nhân quả kiếm đạo. Thiên hạ kiếm tông thâu tóm 99% kiếm đạo trong thiên hạ, đương nhiên La Sơn cũng nhận ra nhân quả kiếm đạo. Nhưng bao năm qua, ở tuổi này mà lĩnh ngộ được nhân quả kiếm đạo tới trình độ như vậy, nào phải lông phượng sừng lân, phải nói là không có một ai. Hơn nữa trong kiếm đạo của Phương Thất Thiếu còn có một số thứ của bản thân hắn. Thịnh Cửu Uyên ở bên cạnh đột nhiên nói, Tông Chủ, nhường người này cho ta nhé. Chi phái lăng thiên kiếm tôn ta nợ thiên hạ kiếm tông một lời hứa. La Sơn hiếp mắt nói, người này, ngươi không dạy được kiếm đạo của hắn đã thành hình, chỉ cần bước vào võ tiên thậm chí không kém hơn kiếm đạo của chi phái ngươi. Ngươi nhận hắn vừa là hủy hắn vừa là hủy chính ngươi. Không đợi thịnh cửu uyên nói gì, La Sơn đã vẫy tay với phương thất thiếu, gọi hắn tới nói, xin hỏi tiểu hữu họ tên xuất thân ra sao. Phương thất thiếu nhúng vai nói, tán tu kiếm đạo nam vực, phương thất thiếu, người nhà đều đã chết, sư phụ ta cũng nghèo rồi, nghèo tới mức chả đi thanh lâu nổi, đành phải tới thiên hạ kiếm tông thử vận may nghe nói thiên hạ kiếm tông là tông môn lớn có thể diện chắc là tới thanh lâu không cần tốn tiền phải không trung châu đó sở hưu không bảo phương thất thiếu diễn kịch chỉ nói với tính cách của hắn cứ phát huy như thường lệ là được tuy là kẻ địch nhưng sở hưu không thể không thừa nhận sự chấp nhất của thiên hạ kiếm tông đối với kiếm đạo chỉ cần phương thất thiếu thể hiện tu vi kiếm đạo của mình thiên hạ kiếm tông sẽ tuyệt đối không cự tuyệt nhưng sở hưu lại không ngờ phương thất thiếu không che không giấu trực tiếp phơi bày bản thân như vậy. Những võ giả thiên hạ kiếm tông khác nghe vậy nhíu mày, La Sơn cũng im lặng cả nửa ngày không nói nên lời, thịnh cửu viên ở bên cạnh thậm chí nhắm chặt mắt lại. May mà hắn không nhận tên phương thất thiếu này làm đồ đệ, bằng không có lẽ không nhịn nổi bóp chết kẻ này. La Sơn thở dài một tiếng, trầm giọng nói, với thực lực của ngươi đã đủ khai tông lập phái trong đại La Thiên. Lý giải của ngươi về kiếm đạo cũng tự thành hệ thống, cho nên ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cảm thấy thế nào là kiếm đạo? Phương Thất thiếu kinh ngạc hỏi ngược lại, kiếm đạo chính là kiếm đạo thôi, còn có thể là gì? Vì sao các ngươi cứ thích làm phức tạp hóa thứ đơn giản như vậy? La Sơn sững sờ, sau đó cười ha hả nói, không sai, kiếm đạo chính là kiếm đạo, còn có thể là gì? Ngươi thật không tệ, từ nay trở đi ngươi chính là phong chủ thương sinh kiếm phong của Thiên Hạ kiếm tông ta. Phương Thất thiếu nghe vậy lại chẳng có vẻ vui mừng. Dù sao hắn còn có thể trở thành tông chủ của Kiếm Vương Thành, cho dù Thiên Hạ Kiếm Tông có mạnh hơn nữa thì chức vị phong chủ cũng chẳng khiến hắn có cảm giác lo sợ vì được sủng ái. Cho nên Phương Thất Thiếu rất nghiêm túc hỏi, "Làm phong chủ, có thể chơi thanh lâu?" "Không thể." Phương Thất Thiếu còn chưa dứt lời đã bị Mộ Bạch Sương nghiêm khắc ngắt đứt. Mộ Bạch Sương mặt không biểu cảm nói, "Ngươi đã gia nhập Thiên Hạ Kiếm Tông tức là đại diện cho mặt mũi của Thiên Hạ Kiếm Tông." Thiên hạ kiếm tông quy củ sâm nghiêm, nếu ngươi có can đảm tới thanh lâu không trả tiền, 72 hình phạt kiếm đạo của thiên hạ kiếm tông đang chờ ngươi. Phương Thất Thiếu Nhúng vai nói, không được thì thôi, sao dữ vậy? Một đại tông môn như vậy mà không thể dựa vào thể diện để tới thanh lâu chơi chùa, cũng chả có gì đặc biệt. Câu này vừa nói xong, sắc mặt đám võ giả thiên hạ kiếm tông đều đen kịch. Đường đường thể diện của thiên hạ kiếm tông đứng đầu kiếm đạo ở Đại La Thiên ngươi lại định dùng để tới thanh lâu chơi chùa không trả tiền. Nếu không phải kẻ trước mặt là phong chủ mà La Sơn đích thân lựa chọn, bọn họ chỉ hận không thể trực tiếp đi lên giáo huấn tên tiểu tử này. La Sơn xoa đầu, nói với mộ bạch sương, dẫn hắn đi, dạy một quy củ của thiên hạ kiếm tông. Sau khi phương thất thiếu bị mộ bạch sương dẫn đi, thịnh cửu huyên đột nhiên nói với La Sơn, đa tạ tông chủ. La Sơn gật đầu bất đắc dĩ, thở dài nói, đúng là số mệnh mấy ngày sau sở hưu đang nghe truyện trên tv audio cv ở nam mang thương ngô quận cũng nhận được tin lạc phi hồng và long linh nhi có thể lẫn vào môn hạ của hai vị cổ tôn sở hưu không hề thấy ngạc nhiên dù sao hai người bọn họ muốn thực lực có thực lực muốn năng lực có năng lực lại thêm tư không đàm bố trí đây là chuyện mười phần chắc chính nhưng nghe biểu hiện của phương thất thiếu trong lôi đài tỷ kiếm sở hưu lại toát mồ hôi lạnh hắn bảo phương thất thiếu biểu diễn theo bản sắc ý là phương thất thiếu thể hiện tài hoa kiếm đạo của mình, bản sắc của kiếm thủ phương thất thiếu chứ không phải thể hiện cái ngu ngốc của mình. Hắn thì hay rồi, lại đi hỏi người ta có thể dùng danh tiếng thiên hạ kiếm tông để tới chơi chùa ở Thanh Lâu không? Nếu không phải thiên phú kiếm đạo mà hắn thể hiện cực kỳ kinh người, chắc chắn đám người thiên hạ kiếm tông sẽ lập tức chém chết cái gã đã sỉ nhục môn phái mình. Sau khi bố trí được đám người phương thất thiếu vào nội bộ kẻ địch, bên phía sở hưu cũng có thể yên tâm hơn một chút. Nhưng Sở Hưu còn có một cảm giác, đó là trong Đại La Thiên này, tình báo của y thật sự quá ít. Ngoài bên phía Đông vực là tin tức của hắn khá linh mẫn, ba vực còn lại hắn không có chỗ nào để kiếm tình báo. Đương nhiên đây không phải lỗi của Sở Hưu, mà là bốn vực bị chia cắt nghiêm trọng, vốn là như vậy. Thiên Ma cung có thể bố trí người trong Thiên Hạ Kiếm Tông là vì bọn họ vốn là tông môn nam vực. Nhưng nếu Thiên Ma cung muốn bố trí người ở Đông vực hay Tây vực Bắc vực xa xôi hơn, Độ khó cũng tăng vọt lên. Khổ nỗi Sở Hưu đắc tội với không ít người ở cả bốn vực, cho nên y cần tình báo của cả bốn vực. Hơn nữa Sở Hưu còn cần thăm dò một số chuyện trong Đại La Thiên, cho nên y lại để mắt tới Tư Không Đàm. Lần này Sở Hưu không tới Nam vực mà thông qua lực lượng tâm ma, gọi Tư Không Đàm tới Đông vực. Đi vào cứ điểm Nam Mang của Sở Hưu, Tư Không Đàm thấp thỏm sợ hãi. Hắn thấy cái gì? Cung điện Sâm Nghiêm chỉnh tề, bố trí đầy trận pháp. Hắn cũng biết trận pháp nhưng lại không thể nhận ra trận pháp ở nơi này. Rất nhiều võ giả mặc áo đen thần sắc lạnh lùng đi qua đi lại. Tư không đàm có thể cảm nhận được sát khí đậm đặc trên người bọn họ, đây không phải sát khí từ một hai lần giết chóc. Tuy tư không đàm là người nam vực, nhưng hắn có quen biết với các võ giả hoàng thiên cát. Hắn dám khẳng định, võ giả hoàng thiên cát tuyệt đối không phải như vậy. Sở hưu này ở trong địa bàn của hoàng thiên cát, nhưng không ở phủ quận trưởng mà tới khu vực Nam Mang thành lập một cứ điểm thủ vệ xâm nghiêm như vậy. Hơn nữa võ giả dưới trướng y cũng hoàn toàn khác võ giả hoàng thiên cát, rốt cuộc y định làm gì? Thế này có khác gì tự lập làm vua? Xưa nay tư không đàm luôn cho rằng sau lưng sở hưu là hoàng thiên cát, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ sau lưng sở hưu chỉ có chính y. Mang tâm trạng thấp thỏm, tư không đàm thận trọng bước vào đại điện, xung quanh đèn đuốc lờ lờ, thân hình sở hưu hiện lên ở sâu trong góc tối, Đột nhiên nói, Tư Không Đàm, lần này ngươi làm không tệ, những chuyện giữa chúng ta trong Đại La Thần cung đều xóa bỏ. Tư Không Đàm giật nảy mình, nhưng sau đó hắn lập tức nói, Sở đại nhân nói quá lời rồi, có thể làm việc cho Sở đại nhân là vinh hạnh cho thuộc hạ. Sở Hư vung tay nói, con người ta thưởng phạt phân minh, ngươi làm việc cho ta, nếu ta không cho lợi lộc, lâu ngày thì còn ai chịu làm việc cho ta. Tư Không Đàm, chuyện lần này ngươi làm không tệ, coi như qua cửa. Cho nên ta không thưởng cho ngươi Nhưng nếu ngươi làm xong chuyện tiếp theo Ta có thể cho ngươi những thứ vượt xa Chuyện ngươi bám lấy đám cổ tôn kia Sở hư vung tay ném một hộp báo ra nói Xem thử đi Tư không đàm nghi ngờ mở hộp báo Nhưng ngay sau đó bị đồ vật trong đó làm lóa mắt Binh khí, đan dược, công pháp, tài liệu Nhiều không kể xiết, đặc biệt là công pháp Tư không đàm chỉ xem qua một lượt Một số công pháp trong đó thậm chí đã thất truyền ở Đại La Thiên đại nhân, ngài làm vậy là. Sở hưu điềm nhiên nói, những thứ này là để ngươi phát triển thần cơ môn. Năng lực của ngươi không tệ nhưng khổ nổi căn cơ của thần cơ môn còn kém, muốn phát triển tiếp quá khó khăn, những thứ này coi như thưởng trước cho ngươi. Sau khi thần cơ môn phát triển lớn mạnh, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một, đó là giám sát bất cứ động tĩnh gì ở Nam Vực, thậm chí là ở Bắc Vực và Tây Vực. Ngoài ra là, giúp ta tìm một vật. Tư không đàm vội vàng nói, Đại nhân xin cứ nói, bất luận là cái gì, thuộc hạ muôn chết không chối từ, chắc chắn sẽ tìm ra cho đại nhân. Bản nguyên. Tư Không Đàm sững sờ, cái gì? Vẻ ngây ngốc của hắn không phải ngụy trang mà là thật sự không biết bản nguyên là cái gì. Thật ra phản ứng của hắn cũng trong dự liệu của Sở Hưu, với cảnh giới của Tư Không Đàm, hắn thật sự không biết tới bản nguyên. Trước mắt trong ngũ giới, ngoài trường sinh thiên vô cùng thần bí, chắc là còn 8 luồng bản nguyên còn tồn tại trên thế gian. Trong số bản nguyên ma đạo, Sở Hưu nắm giữ bản nguyên ma đạo của hạ Phàm Thiên, Độc Cô Duy Ngã nắm giữ bản nguyên ma đạo của Hoàng Tuyền Thiên và Đại La Thiên. Còn bản nguyên ma đạo của Thượng Phàm Thiên không rõ tung tích, không biết có phải đã tiêu tán trong đại kiếp nạn thượng cổ hay là bị người khác mang tới Đại La Thiên. Còn trong số bản nguyên cực dương, Sở Hưu nắm giữ bản nguyên cực dương của hạ Phàm Thiên, Bản nguyên cực dương của Đại La Thiên và Thượng Phàm Thiên không rõ tung tích. Còn Hoàng Tuyền Thiên, Sở Hưu suy đoán có lẽ nơi đó không có bản nguyên cực dương, cho dù có chắc cũng bị Độc Cô Duy Ngã lấy mất. Cho nên hiện tại Sở Hưu đang nắm giữ bản nguyên âm dương, Độc Cô Duy Ngã nắm giữ ít nhất hai bản nguyên ma đạo, tính sơ qua thì coi như thế lực ngang nhau. Nhưng thứ này có càng nhiều càng tốt, cho nên lúc ở hạ giới sở hưu đã căn dặn tất cả mọi người trong côn luân ma giáo cộng thêm phong mãn lâu dò xét manh mối liên quan tới bản nguyên còn bên phía đại la thiên sở hưu lại chọn tư không đàm ra mặt thăm dò đương nhiên y chỉ thử nghiệm không hy vọng tư không đàm có thể tìm ra bản nguyên bản nguyên vốn không phải thứ có thể giống trống khô chiên điều tra cho nên sở hưu suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói sự tồn tại của bản nguyên người có thể hiểu là một chí bảo được thiên địa tự nhiên sinh thành có âm có dương nhưng không cách nào phục chế. Bản thể của nó rất không bắt mắt, có thể là một luồng ma khí hay một luồng sáng kim, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cực mạnh. Hiện tại trong Đại La Thiên, chắc chỉ có những cường giả đỉnh phong biết tới sự tồn tại của bản nguyên. Cho nên ngươi không cần giống trống khô chiên điều tra, chỉ cần tìm kiếm theo đặc điểm và manh mối này là được. Chuyện này có thể làm từ từ, không cần gấp gáp nóng vội. Tư Không đàm ghi nhớ những đặc điểm này vào đáy lòng. Vội vàng nói, vâng, thuộc hạ xin ghi nhớ. Đúng lúc này, Mai Kinh Liên đối thủ đi tới, đưa cho sở hưu một tấm thiệp mời, có người đưa ngươi, nhờ Hoàng Thiên cắt chuyển hộ. Thư mời Đại hội Cổ Tôn Nguyên Thần Tôn Trên thiệp mời chỉ có mấy chữ như vậy, Thư mời Đại hội Cổ Tôn, bên dưới ký tên là Nguyên Thần Tôn. Nhưng những chữ cái đó đều bao hàm lực lượng cường đại, nhu dùng quy tắc thiên địa viết ra, hết sức kỳ dị, căn bản không cách nào mô phỏng đại hội cổ tôn là cái gì nguyên thần tôn là ai sở hưu lẩm bẩm câu này tư không đàm vô thức đáp đại hội cổ tôn là nhưng vừa nói ra lời tư không đàm đã cảm thấy không đúng chẳng phải sở hưu tự xưng là truyền nhân của cổ tôn à vì sao y không biết tới đại hội cổ tôn vì sao không biết cả nguyên thần tôn trước đó sau khi từ đại la thần cung trở về tư không đàm e ngại sở hưu nên cũng điều tra cẩn thận một phen khi đó hắn đã cảm thấy hành động của sở hưu không giống cách làm của một vị truyền nhân của cổ tôn. Ngang nhiên phát triển thế lực, không hề hứng thú với chuyện ẩn cư tu luyện, ngược lại lôi kéo khắp nơi trên giang hồ. Hơn nữa, tuy y tự xưng là truyền nhân của cổ tôn, nhưng xưa nay không ai biết rốt cuộc y thuộc chi phái nào, thậm chí vị cổ tôn sau lưng y chỉ được nghi là ra tay một lần, ngăn cản dịp duy không của hàng giang thành, nhưng lần đó cũng không ai thấy mặt hắn. Liên tưởng tới chuyện Sở Hưu không biết kiến thức thông thường của cổ tôn, Tư Không Đàm không khỏi có một suy đoán lớn mật, một suy đoán khiến hắn sợ hãi. Tư Không Đàm vô thức ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Sở Hưu đang nhìn mình, ánh mắt lấp lóe thần sắc khó hiểu. Ngươi đoán ra rồi. Tư Không Đàm run lên lẩy bẩy, vội vàng lắc đầu nói, thuộc hạ ngu dốt, thuộc hạ không biết gì hết. Sở Hưu tùy ý khoát tay, yên tâm, nếu ngươi đã coi như người của ta, có một số việc đã biết còn tốt hơn hồ đồ, ít nhất ngươi có thể biết mình đang làm việc cho ai. Bây giờ nói đi, cái đại hội cổ tôn bỏ đi này là gì? Còn có nguyên thần tôn là ai? Tư không đàm thận trọng nói, mấy tin này cũng là ta nghe Vũ Văn Phục nói. Các cổ tôn bình thường luôn ẩn cư, rất ít khi liên hệ, nhưng mỗi chi phái đều có mối quan hệ riêng, cũng có giao lưu với nhau. Bọn họ thoát ly khỏi tông môn giang hồ, tự thành lập một hệ thống riêng, còn đại hội cổ tôn là nơi tất cả các cổ tôn liên hệ với nhau. Thời điểm cử hành đại hội cổ tôn không thống nhất, có lẽ là mười mấy năm, cũng có thể là mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm. Tóm lại mỗi lần tổ chức đại hội cổ tôn đều là thời điểm xảy ra đại sự, mọi người ngoài bàn bạc công việc, cũng có thể tiến hành trao đổi với nhau. Còn nguyên thần tôn, hiện nay vị này không nổi tiếng lắm, nhưng hắn là một cổ tôn chí cường võ tiên cửu trọng thiên, cũng là người kính tiếng nhất trong số cổ tôn, đã vài trăm năm chưa từng bước chân vào giang hồ, lần duy nhất lộ diện là trong đại hội cổ tôn. Đại hội cổ tôn luôn có người đứng ra tổ chức, nguyên thần tôn đức cao vọng trọng, hơn nữa xưa nay chưa từng có tranh chấp với ai, cho nên mấy trăm năm qua hắn luôn là người tổ chức. Sở hưu gật nhẹ đầu hỏi, vậy địa điểm tổ chức đại hội cổ tôn là ở đâu? Đỉnh cao của Đông Hải, thần tiên đảo. Sở hưu phất tay, bảo tư không đàm thối lui, tư không đàm như được đại xá lập tức rời khỏi. Mai Kinh Liên ở bên cạnh cao mày nói, phiền toái rồi, ngươi có tham gia đại hội này không? Nếu ngươi không đi sẽ khiến người khác nghi ngờ đấy. Sở hưu nói, đương nhiên là đi rồi, trong đại la thiên, các đại phá đỉnh phong là một phe, đám cổ tôn này cũng là một phe, chỉ khi đạt tới cảnh giới võ tiên mới có tư cách bước vào các phe phái này, quyết định toàn bộ hướng đi của đại la thiên. Ta không hòa mình vào thì mãi mãi chỉ là người ngoài, đi đâu để tìm hiểu nhiều tin tức như vậy nhưng nếu ngươi tham gia ngươi định phái ai đi ngụy lão à tuy ngụy lão cũng là võ tiên nhưng bây giờ thực lực của ngụy lão còn không mạnh bằng ngươi sở hưu chỉ vào mình nói vì sao lại phải để ngụy lão đi đừng quên thiệp mời là phát cho cổ tôn ta đã bước vào cảnh giới võ tiên trở thành cổ tôn thế hệ tiếp theo sư phụ lão nhân gia thoái vị về hưu như vậy không được à nghe sở hưu nói vậy mai kinh liên mới phản ứng lại với thực lực hiện tại của sở hưu y đã không cần mạo danh truyền nhân của cổ tôn mà đã có thể trở thành cổ tôn chân chính trước đó khi sở hưu còn chưa trở thành võ tiên y làm chuyện gì cũng cần khoác tấm gia hổ truyền nhân của cổ tôn còn bây giờ y đã thành võ tiên bản thân cũng coi như cổ tôn làm việc không còn nhiều hạn chế như trước sau khi căn dặn bọn mai kinh liên ở lại đại la thiên trông coi sở hưu lại một mình tới thần tiên đảo ở đông hải Đại hội cổ tôn chỉ có cổ tôn và truyền nhân của cổ tôn tham gia, nếu Sở Hưu dùng thân phận cổ tôn tới đó, đương nhiên y không thể dẫn theo những người khác. Đây là lần đầu tiên Sở Hưu tới khu vực hải ngoại ở Đại La Thiên. So với khu vực hải ngoại ở hạ giới có không ít thế lực võ lâm, khu vực Đông Hải ở Đại La Thiên hầu như không có tông môn nào nổi trội. Chỉ có một số tiểu môn phái không đáng chú ý và một ít cổ tôn chiếm cứ hải đảo khổ tu. Nguyên nhân rất đơn giản, Đại La Thiên rộng lớn hơn hạ giới nhiều, thậm chí còn rất nhiều khu vực chưa khai phá xong, tội gì phải phí hoài ở hải ngoại. Bọn họ cũng thấy ngứa mắt với nơi này. Vị trí của thần tiên đảo rất dễ tìm, ra cửa biển đi thẳng về phía đông, nơi nào sương mù dày đặc nhất chính là thần tiên đảo. Sở hưu lướt sóng bước đi, sau khoảng 3 ngày là xung quanh y đều bị sương mù dày đặc che phủ. Nhưng trong làng sương mù vô biên vô tận đó lại có một hải đảo như ẩn như hiện, tọa lạc ở chính giữa tới gần xem xét, bên trên hải đảo đó có vô số cung điện lầu cao, đình đài thủy tạ, lượn lờ trong sương mù, không khác nào tiên cảnh, chẳng trách tên là thần tiên đảo. Sau khi sở hưu lên đảo, đã có vài cổ tôn tới gần như cùng lúc với y. Một đạo sĩ mặc đạo bào khí chất ôn hòa đi tới thi lễ với sở hưu nói, tại hạ lâm tiêu giao, là đệ tử của nguyên thần tôn, xin chào tiền bối, xin tiền bối đưa thiệp mời. Đạo sĩ trẻ tuổi trước mặt trông rất trẻ, không phải vì công pháp, cứ như hắn mới 20 tuổi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhưng khí tức trên người hắn lại cực kỳ thâm trầm, tuy chỉ là cảnh giới chân hỏa luyện thần nhưng khí tức còn mạnh hơn cảnh giới thiên địa thông huyền. Sở hưu đưa thiệp mời tới, Lâm Tiêu Giao vừa thấy cái tên trên thiệp mời, ánh mắt lập tức lóe lên sắc thái lạ, hóa ra là sở hưu tiền bối, kính ngưỡng đã lâu, mời đến. Câu này vừa nói xong, những cổ tôn khác cũng nhìn sang phía sở hưu với vẻ kỳ dị thần sắc hiếu kỳ và dò xét thật ra lúc thường những cổ tôn này không thích những chuyện bát nháo ngoài giang hồ bọn họ cũng không hiểu chuyện này nhưng thời gian gần đây danh tiếng của sở hưu quá lớn trong đại la thần cung chưa tính chuyện giết liền ba vị truyền nhân của cổ tôn còn làm nhục thiên hạ kiếm tông giết chết một điện chủ viết sung điện của phạm giáo trong số những người vào tham gia tranh đoạt đại la thần cung sở hưu đã đắc tội với phân nửa giang hồ có thể nói là ngông nghênh tới cực điểm lại thêm bản thân hắn cũng có thân phận truyền nhân của cổ tôn cho nên mới khiến người khác chú ý cho dù là mạnh tinh hà ngày trước người ta cũng chỉ tu hành ở đông vực không ngông nghênh như sở hưu những cổ tôn khác không thăm dò được căn nguyên của sở hưu không căm thù nhưng cũng không có thiện ý ai nấy chỉ mang thần sắc dò xét theo sở hưu đi vào trong cung điện của thần tiên đảo Lúc này trong cung điện kia đã có không ít cổ tôn, đa số đều dẫn theo truyền nhân, tổng cộng khoảng hơn 30 người. Nhưng không đợi Sở Hưu quan sát tỉ mỉ, một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên, "Sở Hưu, ngươi còn dám tới đại hội cổ tôn?" Sở Hưu quay lại xem thử, người vừa nói chính là Hứa Thiên Nhai, Phương Bạch Độ cũng ở bên cạnh nhìn y vừa cảnh giác vừa có địch ý. Nhưng ánh mắt Sở Hưu không dừng lại trên người bọn họ mà nhìn Lạc Phi Hồng và Long Linh Nhi sau lưng họ. So với lúc trước, khí tức của Lạc Phi Hồng và Long Linh Nhi đã mạnh mẽ hơn, xem ra hai vị cổ tôn này thật sự bồi dưỡng hai cô gái như người thừa kế. Còn Long Linh Nhi và Lạc Phi Hồng cũng không ngờ mình lại gặp sở hưu sớm như vậy. Long Linh Nhi lập tức ra vẻ tâm thù, Lạc Phi Hồng không trở mặt nhanh như cô, đành phải nghiêm mặt, không thể hiện biểu cảm. Sở hưu lạnh nhạt nói, ta nhận được thiệp mời, vì sao lại không dám tới? Hứa thiên nhai hừ lạnh nói, vậy sư phụ ngươi đâu? từ khi ngươi xuất hiện trên giang hồ đến giờ ngươi luôn tự xưng là truyền nhân của cổ tôn nhưng không ai biết rốt cuộc ngươi thuộc chi phái nào lén lén lúc lúc trốn trốn tránh tránh đúng là phường vụn trộn đến đại hội cổ tôn mà chỉ có mình ngươi thôi à rốt cuộc sư phụ ngươi là ai trong lòng không có quỷ thì việc gì phải giấu giếm thân phận như vậy sau lần trước hai người hứa thiên nhai từ biệt mộ bạch sương lời nói của mộ bạch sương đã khiến bọn họ nghĩ lại chuyện mà mình luôn coi nhẹ đó là thân phận của sở hưu cho nên sau này bọn họ cũng vận dụng các mối quan hệ của bản thân điều tra tư liệu nhưng mãi vẫn không phát hiện rốt cuộc sở hưu là truyền nhân của chi phái nào có lẽ là những cổ tôn vô danh ẩn cư tu luyện từ thời thượng cổ nhưng hành vi của tên sở hưu kia này lại cực kỳ quái dị ít nhất cũng không giống một truyền nhân của cổ tôn nghe hai người đấu khẩu những cổ tôn khác cũng đưa mắt nhìn sang các cổ tôn rất ít khi trao đổi với nhau nhưng có người là có giang hồ, có giang hồ thì có tranh chấp, cho nên trong số truyền nhân của cổ tôn có phát sinh tranh chấp cũng là chuyện bình thường. Nhưng như sở hưu này, trực tiếp xử lý đệ tử của đối phương, khiến chi phái thiếu chút nữa đoạn tuyệt, gây ra mối thù không chết không thôi, đây vẫn là số ít. Sở hưu cười lạnh nói, đúng là nực cười. Ngươi là cái quái gì mà ta phải bộc lộ thân phận với ngươi? Hứa thiên nhai, đừng quên, hiện tại ta đã là võ tiên tam trọng thiên, đã chính thức trở thành cổ tôn chứ không phải truyền nhân. Cho nên gia sư đã thoái vị rồi, chi phái này do ta nắm giữ, có vấn đề gì không? Đệ tử của ngươi không cố gắng, trong đại la thần cung hắn muốn giết ta, ta tha cho ngươi một lần, không ngờ hắn lại chẳng biết điều. Cho nên hắn có chết cũng là đáng dời. Trong đại la thần cung, theo quy củ thì bất luận sinh tử, kết quả bây giờ ngươi lại tới gây sự với ta. Trấn Long thần tướng chó má gì, chẳng qua chỉ là loại thua không nổi mà thôi. Sợ chết thì còn vào giang hồ làm gì, vào đại la thần cung làm gì. Trốn tiệt trong rừng sâu chẳng an toàn hơn à. Sở hưu nói những lời châm chọc khiêu khích như vậy, căn bản là không hề nể mặt hứa thiên nhai, chuyện này khiến hứa thiên nhai tính tình nóng này trực tiếp bùng nổ. Hắn cũng bất chấp đây đang là ở đâu, quanh người bột phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, tiếp theo đám ra một quyền, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, quy tắc bị lực lượng cực hạn xé rách. Nên đón quyền này của hứa thiên nhai, sở hưu cười lạnh một tiếng, thi triển thánh ma bất diệt thân, cũng xuất quyền đánh ra. Hai quyền va chạm làm một phát ra tiếng chấn động đinh tai nhức óc. Hứa thiên nhai chỉ có thực lực võ tiên tứ trọng thiên, nếu là so đấu lực lượng đơn thuần thì sở hưu không e ngại đối phương. Dùng chân hỏa luyện thân làm cơ sở, hiện tại sở hưu lại tu luyện được thánh ma bất diệt thân, lực lượng thân thể thật sự đã đạt tới đỉnh phong sau lưng sở hưu phật quang màu vàng và ma khí màu đen dung hợp hóa thành một pháp tướng ma phật ba đầu sáu tay vừa có vẻ trang nghiêm của lực lượng pháp tướng phật môn vừa có vẻ hung ác mãnh liệt của lực lượng ma đạo sáu cánh tay của pháp tướng phật ma kỳ dị đập xuống quanh người hứa quy sơn vang lên tiếng long ngâm thần long bãi vĩ uy thế như phá núi nhưng dưới pháp tướng phật ma của sở hưu đuôi rồng của hắn lại bị một quyền đánh rơi sau đó sáu cánh tay liên tiếp xuất quyền đạp xuống uy thế cực kỳ khủng khiếp Lúc này Hứa Thiên Nhai đã hiểu cảm giác của M Đà La lúc trước. Khi đó Hứa Thiên Nhai thấy M Đà La bị Sở Hưu áp đảo, còn tưởng vị phó điện chủ Siva điện M Đà La này chỉ có tiếng chứ không có miếng. Nhưng tới phiên hắn giao thủ với Sở Hưu, hắn mới cảm giác được áp lực khủng khiếp, thế công cường đại khiến người ta không thể thở nổi. Pháp tướng sáu tay xuất quyền đánh xuống, khiến long thân của Hứa Thiên Nhai không ngẩng đầu lên nổi. Phương Bạch Độ ở phía khác thấy mọi chuyện không ổn lập tức giơ tay miết ấn quyết ánh trăng trắng toát đột ngột xuất hiện trong đại điện phá vỡ không gian xung quanh tập về phía sở hưu bí thuật của chi phái cổ nguyệt tôn giả rất thần dị dường như có thể ảnh hưởng tới lực lượng không gian vận chuyển cưỡng ép xé rách thân thể của sở hưu nếu không phải thánh ba bất diệt thân của sở hưu có uy lực cực kỳ cường đại không khéo y đã bị lực lượng trong đó xé rách trong pháp tướng sáu tay sau lưng y hai cánh tay của lực lượng ma đạo bắt đầu kết ấn Phương Bạch Độ Kinh Hải phát hiện không biết từ khi nào một ma ảnh đã xuất hiện dưới chân mình, dung nhập vào cái bóng của mình, không ngừng đồng hóa lực lượng của hắn. Tạo hóa thiên ma, ma công có thể tan rã tất cả lực lượng bản nguyên. Từ khi truyền thừa này của cực lạc ma cung đoạn tuyệt, đã rất lâu rồi võ giả Đại La Thiên chưa từng thấy uy lực của tạo hóa ma đạo. Phương Bạch Độ cũng không biết phải ứng phó với loại lực lượng quỷ dị này như thế nào, chỉ thấy ánh trăng bùng lên quanh người, lực lượng quy tắc lơ lửng, tạo thành một không gian riêng của mình, không để lực lượng của tạo hóa ma đạo ăn mòn lực lượng bản thân, tiến hành giằng co. Hai võ tiên tứ trọng thiên giao chiến với một sở hưu là võ tiên tam trọng thiên, không ngờ lại thành giằng co, thậm chí dường như tạo thành thế áp đảo. Chuyện này khiến những võ giả lần đầu tiên chứng kiến sở hưu xuất thủ kinh ngạc, chiến lực của kẻ này quá khủng khiếp. Ngay lúc này một giọng nói già nua đột nhiên vang lên. Dừng tay cả đi, mấy chục năm rồi không gặp, mà gặp một lần là đánh một lần, còn ra thể thống gì? Mọi người đều là cường giả cảnh giới võ tiên đứng trên đỉnh cao của Đại La Thiên, sao lại so bì nhau như lũ trẻ vậy? Hay ho lắm à? Sau khi giọng nói kia vang lên, một luồng vận luật kỳ diệu dung nhập vào quy tắc, lan tỏa ra xung quanh. Những nơi nói đi qua, sở hưu kinh hải phát hiện bất luận là thánh ma bất diệt thân hay tạo hóa ma đạo của y đều bị đồng hóa thành ma khí bản nguyên và Phật quan, tiêu tán trong không trung nói chính xác hơn không phải đồng hóa mà là phản bản quy nguyên hóa thành bộ dáng vốn có của chúng còn bên phía hứa thiên nhai và phương bạch độ cũng vậy lực lượng đều bị phản bản quy nguyên ba người đành dừng tay lúc này một ông lão và một thanh niên mặc đạo bào hoa văn tinh đồ bước vào trong điện hai người đi vào trong điện có một người là ông lão dáng vẻ cực kỳ già nua râu tóc bạch trắng nếp nhăn trên mặt sắp phủ kín con mắt thân hình còng còng như con tôm nhưng mọi người ở đây thấy hắn xuất hiện ánh mắt đều lộ vẻ kính trọng, thân hình hơi nghiêng về phía trước, tỏ lòng tôn kính. Không cần phải nói thì sở hưu cũng biết, vị này chính là người khởi xướng đại hội cổ tôn lần này, cũng là người có tư cách lão thành nhất trong số các vị cổ tôn hiện nay, miên thần tôn, hoa thanh sơn. Trước khi đến đây sở hưu đã nghe ngóng tư liệu về vị hoa thanh sơn này, nhưng không có gì nhiều. Vị nguyên thần tôn này rất kính tiếng, cực kỳ khiêm nhượng, không mấy khi xuất hiện trong giang hồ, cũng không tham gia tranh chấp trong giang hồ. Mỗi lần cử hành đại hội cổ tôn, thái độ của người này luôn cực kỳ công bằng, công minh, không thiên vị. Lâu dần cũng được không ít cổ tôn kính trọng, ít nhất người ta không thể nảy sinh địch ý gì với một ông lão như vậy. Đương nhiên, cho dù ngươi có địch ý cũng vô dụng. Vị này tuy trông rất già nua, như lão già chỉ một khắc sau là gần đất xa trời, nhưng lại là trí cường giả cảnh giới võ tiên cửu trọng thiên, đứng trên đỉnh cao của toàn bộ Đại La Thiên, có thể sánh vai với đạo tôn thế tôn, cũng là người đại diện cho cổ tôn bọn họ. Lực lượng hắn ra tay lúc vừa rồi khiến Sở Hưu chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là cho dù mình dốc hết lá bài tẩy cũng không thể ngăn cản lực lượng này. Còn mọi người ở đây thấy thanh niên sau lưng Hoa Thanh Sơn, ánh mắt đều có vẻ kỳ quái. Sở Hưu cũng chú ý tới thanh niên đó. Đối phương mặc một bộ đồ đạo sĩ, hoa văn tinh đồ trên đạo bào cực kỳ hoa lệ, hơn nữa còn là một món dị bảo lực lượng tinh huy trên đó như vừa luyện hóa cả một giải ngân hà vào trong. Khí thế trên người đối phương thậm chí không yếu hơn hoa thanh sơn, chỉ có điều cực kỳ nội liễm, nhưng trong ánh mắt đối phương lại không có chút tình cảm nào, chỉ thấy một giải ngân hà vô biên vô tận, thâm trầm, tan thương, nhìn cũng không thấu. Hoa thanh sơn đi tới bên cạnh sở hưu, dừng lại một chút rồi nhếch miệng nói, người trẻ tuổi không tệ, những cổ tôn chúng ta ẩn cư khỏi giang hồ, trên thực tế lại là mất đi nhuệ khí, cho nên rất ít người trẻ tuổi có thể ra mặt. Người gây dựng được danh tiếng ở ngoài, cũng là đại diện cho toàn bộ giới cổ tôn chúng ta, rất không tệ. Sở Hưu cúi đầu thi lễ nói, tiền bối quá khen rồi. Đạo sĩ thanh niên kia cũng nhìn Sở Hưu một cái, nhưng trong mắt hắn là biển sao vô tận, gương mặt cũng không có bất cứ biểu cảm nào, chỉ có nụ cười ôn hòa như vĩnh viễn không hề thay đổi, khiến người ta không thể đoán ra suy nghĩ thật của hắn. Hứa Thiên Nhai lại nhìn sang phía Hứa Thiên Nhai lắc đầu nói, võ giả trấn long thần tướng các ngươi tính tình luôn nóng nảy như vậy. Thật ra sau khi tới cảnh giới võ tiên, khả năng khống chế lực lượng công pháp của các ngươi đã tới cực hạn, công pháp đã không thể ảnh hưởng tới tâm tính của các ngươi, thứ thật sự ảnh hưởng tới cảm xúc của các ngươi vẫn là chính các ngươi. Trồng có thể bay trên chín tầng trời, cũng có thể lặn sâu dưới vực cửu u. Trước khi sư phụ ngươi lâm chung, ta cũng có mặt. Hắn đã nói với ta, Trấn Long thần tướng, trấn long không phải chỉ công pháp mà là chính mình lúc nào ngươi có thể trấn được con rồng trong lòng mới xem là viên mãn hứa thiên nhai không dám phản bác một lời vội vàng chắp tay nói đa tạ thần tôn chỉ điểm hoa thanh sơn lại nhìn sang phía phương bạch độ chi phái cổ nguyệt tôn giả của ngươi và trấn long thần tướng là hỗ trợ lẫn nhau nhưng ta hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ nhau không chỉ ở mặt công pháp mà còn ở đối nhân xử thế đồng sinh cộng tử là đáng tán dương nhưng phải nhớ không thể tùy ý để một bên hành động theo cảm tính mà ngươi lại là hành động theo cảm tính cùng với hắn lúc này phương bạch độ mới thành thật cúi đầu nói đa tạ thần tôn dạy bảo hoa thanh sơn chậm rãi đi tới ngồi xuống ghế chủ trầm giọng nói chư vị lần này triệu tập đại hội cổ tôn thật ra là có hai chuyện muốn nói với mọi người chuyện đầu tiên là trận pháp phong ấn giữa hạ giới và đại la thiên xảy ra vấn đề trận pháp phong ấn dưới hạ giới đã biến mất không bao lâu nữa hạ giới và đại la thiên sẽ liên thông nghe xong câu này mọi người bên dưới lập tức sửng sốt sau đó bắt đầu kích động thì thầm to nhỏ thảo luận về chuyện này một lúc lâu sau đợi âm thanh của mọi người đều giảm bớt hoa thanh sơn mới tiếp tục nói chắc chư vị cũng hiểu ảnh hưởng của chuyện này ta không nói nhiều thêm chúng ta đã vạn năm rồi chưa trở lại đất tổ rốt cuộc hạ giới có cái gì chúng ta đều không biết có lẽ là nguy hiểm cũng có thể là kỳ ngộ thật ra không phải ai trong giới cổ tôn chúng ta cũng thích ở trong rừng sâu khổ tu chuyện này thì ta biết cho nên lần này nếu có thể trở lại đất tổ những đại phái ở đại la thiên đã đồng ý cho chúng ta một lời hứa có thể tùy ý thành lập tông môn bọn họ sẽ không ngăn cản thậm chí có thể còn nâng đỡ lợi ích ở bốn vực của đại la thiên đã cố định chúng ta khai tông lập phái là cướp đoạt lợi ích của bọn họ cướp miếng ăn từ miệng những đại phái kia bọn họ sẽ không đồng ý nhưng đất tổ ở hạ giới lại không có nhiều quy củ như vậy. Nghe xong câu này, những cổ tôn ở đây lập tức sửng sốt, sau đó lại hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều trầm tư. Thành lập tông môn Không phải không có cổ tôn nghĩ tới chuyện này nhưng lại rất ít người làm vậy. Đối với bọn họ mà nói, thành lập một đại tông môn đỉnh cấp, đó là cướp miếng ăn từ miệng đại phái đỉnh cấp ở tứ vực, chắc chắn sẽ có một trận chém giết. Còn nếu thành lập tông môn nhỏ, như vậy chẳng có ý nghĩa gì đối với bọn họ, còn không bằng như hiện tại, làm cổ tôn thanh cao, dùng sức lực và tài nguyên vào truyền thừa. Còn cơ hội ở hạ giới và lời hứa của các đại tông môn lại rất đáng để bọn họ suy nghĩ cẩn thận một phen. Sở Hưu cũng nheo mắt suy nghĩ gì đó, nhưng chuyện mà y suy nghĩ lại là sau khi hai giới thượng hạ liên thông. Trước đó Sở Hưu không biết phản ứng bên phía Đại La Thiên còn bây giờ xem ra bên phía đại la thiên không có hành động gì dư thừa mà lựa chọn cẩn thận đợi trận pháp tự phá hủy bảo lưu lại đại la thần cung dù sao đại la thần cung cũng tồn tại từ vạn năm trước tập hợp lực lượng của toàn bộ võ giả hạ giới mới chế tạo ra cho dù hiện tại trận pháp phong ấn bị phá hủy nhưng chỉnh thể của đại la thần cung vẫn còn vẫn có thể dùng để tu luyện hơn nữa nếu ở hạ giới có bất trách gì những tông môn ở đại la thiên vẫn có thể dùng đại la thần cung làm trung tâm Bố trí trận pháp phong ấn trở lại. Đợi sau khi mọi người tiêu hóa xong tin tức này, Hoa Thanh Sơn mới tiếp tục nói, còn chuyện thứ hai là về nội bộ cổ tôn chúng ta. Ta già rồi, đã chủ trì mấy đợt đại hội cổ tôn rồi. Trước đó đệ tử của ta gặp bất trắc mất mạng, ta lại tốn thời gian khá lâu mới tìm được tiêu giao làm đồ đệ. Cho nên sau này ta không có thời gian và công sức để ý tới chuyện trong giới cổ tôn người tổ chức đại hội cổ tôn đợt sau cũng là người nổi bật trong giới cổ tôn chúng ta, ta đề cử tinh hà tán nhân đảm nhiệm. Nói xong, Hoa Thanh Sơn chỉ vào đại sĩ thanh niên bên dưới mình. Nghe xong câu này, mọi người lập tức rối loạn, nói đủ những lời an ủi. Ánh mắt sở hưu lại thay đổi. Trước đó y đã có suy đoàn còn hiện tại có thể khẳng định, đại sư thanh niên này chính là tinh hà tán nhân, mạnh tinh hà, vị cổ tôn nổi danh cả trong võ lâm bên ngoài sở hưu và mạnh tinh hà không có thù hận nhưng vấn đề là y có thù oán với diệp duy không của hàn giang thành trước đó sở hưu đã bày mưu làm diệp duy không trọng thương cho nên rốt cuộc thái độ của mạnh tinh hà đối với y ra sao sở hưu cũng có thể đoán được nhưng mạnh tinh hà này còn mạnh hơn diệp duy không nhiều hai người đều đã mấy trăm tuổi diệp duy không tuy còn chưa già nhưng khí huyết đã ngừng tăng trưởng còn mạnh tinh hà hiện tại vẫn có thể duy trì tướng mạo thời thanh niên đây không phải do hắn sử dụng bí pháp mà là sức sống và sinh cơ trong cơ thể hắn cực kỳ dồi dào hiện tại mạnh tinh hà đang thể hiện tuổi thọ thật sự của mình trong tổng số tuổi của hắn hiện tại mạnh tinh hà đang lúc tráng niên hoa thanh sơn thấy mọi người giữ mình lại không khỏi lắc đầu nói chư vị ý ta đã quyết ta thật sự không muốn ngồi trên vị trí này nữa tinh hà đã là chí cường giả đỉnh phong võ tiên cửu trọng thiên cho dù lão già ta đây dốc toàn lực cũng không bằng hắn có hắn đại diện cho giới cổ tôn chúng ta, khi đối thoại với người của các đại phái, chúng ta cũng có thêm lòng tin. Lần này trận pháp dưới hạ giới bị tổn hại, người thay ta bàn bạc với các cường giả đỉnh cấp của các đại phái chính là Tinh Hà. Hôm nay hắn ngồi lên chức vị này là hoàn toàn xứng đáng. Trong Đại La Thiên, võ tiên cửu trọng thiên là cường giả đứng trên đỉnh phong tuyệt đối. Tính khắp cả Đại La Thiên chỉ có không tới 10 người như vậy, đạo môn có, Phật môn có, kiếm chủng cũng có giới cổ tôn muốn nói chuyện ngang hàng với bọn họ đương nhiên cũng phải có cường giả như vậy trước đây người này là hoa thanh sơn còn bây giờ là mạnh tinh hà được hoa thanh sơn đề cử và thực lực bản thân mạnh tinh hà đã thể hiện mọi người ở đây đều không phản bác bọn họ cũng không tìm được lý do phản bác hoa thanh sơn tùy ý xua tay nói được rồi lão già ta chỉ muốn nói vậy thôi tiếp theo mời chư vị tùy tiện trao đổi một trong những tiết mục chính của đại hội cổ tôn là các cổ tôn tùy ý trao đổi công pháp vật phẩm, thảo luận võ đạo với nhau, tiết mục này còn khá hòa bình. Nhưng bên phía sở hưu có vẻ khá lạnh lẽo, hầu hết mọi người chỉ nhìn y với vẻ kỳ quái chứ không tới gần. Đối với sở hưu, ở nơi này chỉ có hai loại người. Một loại là có thù với hắn, một loại là hắn không quen biết. Có thù thì không cần phải nói, những cổ tôn khác cũng không hiểu sở hưu, không có giao tình, sao có thể trao đổi. Hơn nữa nghe nói tên sở hưu này làm việc quyết liệt độc ác, giết liền ba vị truyền nhân của cổ tôn. Tin đồn như vậy đương nhiên sẽ khiến người ta xa cách. Nhưng lúc này, một người cao lớn mặc áo đen lại đi về phía sở hưu. Gã cao to đột nhiên đi về phía sở hưu có thực lực không chênh lệch mấy với y, cũng khoảng võ tiên tứ trọng thiên. Gã cao to kia cười nói, tạ hạ tề liên hải, truyền thừa từ chi phái của không sơn ma tôn. Sở hưu chấp tay một cái nói, hóa ra là tề huynh, nhưng trong tình huống hiện tại mà tề huynh vẫn dám tới gần ta à. Tề liên hải đưa mắt nhìn đám người hứa thiên nhai một cái rồi nói, có gì mà không dám. Ta không sợ hứa thiên nhai và phương bạch độ. Huống chi ta đã ngứa mắt với hai kẻ này từ lâu, thực lực thì chẳng ra sao, chỉ biết dính vào nhau, lấy nhiều đánh ít. Rõ là hai gã đàn ông lại suốt ngày chàng chàng thiếp thiếp, rõ tẩm. Huống chi nếu nói kỹ ra, ta còn phải cảm tạ Sở huynh đã giúp ta báo mối thù sư môn. Sở Hưu kinh ngạc nói, "Ồ, ta giúp ngươi báo mối thù sư môn. Xin hỏi kẻ thù của quý phái là ai?" Tề Liên Hải cười lạnh một tiếng nói, "Chính là Cực Lạc Ma Cung." Thật ra trước đây chi phái của ta xuất thân từ Cực Lạc Ma Cung, chẳng qua tư tưởng về công pháp bất đồng nên bị cung chủ Cực Lạc Ma Cung trước đây chèn ép, bị buộc không còn cách nào đành phải rời khỏi Cực Lạc Ma Cung làm võ giả tán tu. Nói dễ nghe thì chi phái của ta cũng là cổ tôn, nhưng thực tế chỉ là chó mất chủ. Chỉ tiếc là trước đây cực lạc ma cung là đại phái ma đạo ở Nam Vực, cho dù chi phái của ta có muốn báo thù cũng không có cách nào. Cũng may có sở huynh giúp ta báo mối huyết thù này. Sở hưu gật đầu nói, tề huynh không cần khách khí, lần này tề huynh tới tìm ta có chuyện gì. Sở hưu không ngây thơ tới mức tề liên hải tới là để cảm ơn mình từ khi y diệt cực lạc ma cung đến giờ đã bao lâu sao chưa từng thấy có ai tới cám ơn tề liên hải không để ý tới ánh mắt của những người khác chạy tới lôi kéo làm quen với y chắc chắn là có mưu đồ tề liên hải nghe vậy vung tay lên nói nếu đã vậy ta cũng không nhiều lời nữa ta tới tìm sở huynh là muốn trao đổi một số công pháp của cực lạc ma cung sau khi cực lạc ma cung bị hủy diệt chắc những thứ này đều rơi vào tay sở huynh và thiên ma cung nhưng thân phận như ta mà tới thiên ma cung cho dù chi phái của ta có thù oán với cực lạc ma cung nhưng chưa chắc thiên ma cung đã tin tưởng ta cho nên ta đành phải đến tìm sở huynh còn trao đổi thứ gì ta tin sở huynh cũng đang rất cần thứ gì tề liên hải trầm giọng nói tạo hóa thiên ma kinh ngày trước tổ tiên của chi phái ta trở mặt với cực lạc ma cung cũng là vì tổ tiên của chúng ta định tìm lại tạo hóa ma đạo từng được truyền thừa trong cực lạc ma cung nhưng khi đó trong Cực Lạc Ma Cung tất cả mọi người đã từ bỏ tạo hóa ma đạo, đi theo con đường mà họ tự cho là chính xác, ngược lại đánh đuổi sư tổ như dị đoan. Vừa rồi ta thấy Sở huynh ra tay với Phương Bạch Độ đã sử dụng lực lượng tạo hóa thiên ma, chắc Sở huynh đã lấy được từ Cực Lạc Ma Cung. Lực lượng của tạo hóa thiên ma có thể nhắm thẳng tới đỉnh cao của đại đạo, nhưng quá mức tâm tối khó hiểu, rất khó tu luyện. Cho dù hôm nay ta đã đạt tới cảnh giới võ tiên, ta cũng không dám nói mình đã hiểu thấu đáo lực lượng tạo hóa thiên ma. Còn tạo hóa thiên ma kinh là lĩnh ngộ của tổ tiên chi phái của ta đối với lực lượng tạo hóa thiên ma, tin rằng nó sẽ có rất nhiều tác dụng đối với sở huynh. Sau khi nghe xong, sở hưu không buồn suy nghĩ lập tức nói, đổi. Đối với lực lượng tạo hóa thiên ma, sở hưu cũng có lòng tin rất lớn. Tuy lĩnh ngộ của y đối với loại lực lượng này mới chỉ coi như nhập môn, nhưng nếu y có thể thật sự khống chế lực lượng này, lực lượng tạo hóa thiên ma này có thể giúp y đạt tới đỉnh phong của lực lượng bản nguyên ma đạo. Sau khi trao đổi thuận lợi, Tề Liên Hải lại nhìn bên cạnh một cái, đột nhiên hạ giọng truyền âm cho sở hưu, sở huynh, ngươi là người sản khoái, hơn nữa còn là người trong ma đạo hiếm có ở giới cổ tôn, chúng ta cũng coi như đồng đạo. Có chuyện này, ta nhắc nhở ngươi một chút, cẩn thận một người. Ai? Mạnh Tinh Hà Giọng truyền âm của Tề Liên Hải mang chút thổn thức, trước đó nguyên thần tôn là người đại diện của giới cổ tôn tuy hắn không làm được chuyện gì có lợi cho giới cổ tôn chúng ta nhưng hắn luôn hành xử công bằng không làm tổn hại lợi ích của bất cứ ai cho nên chúng ta cũng chịu phục lão nhân gia nhưng mạnh tinh hà thì tài chuyện này khá phức tạp trước đó ta từng tiếp xúc với hắn người này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài chỉ hy vọng hắn không dẫn toàn bộ giới cổ tôn vào vực sâu ta cũng nghe chuyện của sở huynh ở đông vực ngươi có tranh chấp với hàng Giang thành còn giao tình giữa mạnh tinh hà và diệp duy không tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi hiện giờ hắn trở thành người chấp chưởng của giới cổ tôn tốt nhất sở huynh nên cẩn thận một chút tề liên hải vừa nói đến đây mạnh tinh hà ở phía khác đột nhiên đi về phía bọn họ chuyện này khiến tề liên hải lập tức biến sắc vừa rồi hắn dùng lực lượng quy tắc truyền âm trừ phi đối phương lĩnh ngộ được lực lượng quy tắc giống hệt bằng không không cách nào nghe được Tề Liên Hải thầm trách bản thân lắm mồm, nhanh chóng cáo từ Sở Hưu rồi quay người rời khỏi. Sở Hưu kinh ngạc nhìn Tề Liên Hải, rốt cuộc trước đây Mạnh Tinh Hà đã làm gì mà khiến vị cường giả võ tiên tứ trọng thiên này e ngại tới vậy? Mạnh Tinh Hà đi tới trước mặt Sở Hưu, nở nụ cười điềm nhiên rồi nói với giọng ôn hòa, "Sở tiểu hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Sở Hưu lạnh nhạt nói, "Chắc Mạnh đại nhân nghe bêu danh mới đúng chứ." Mạnh Tinh Hà bật cười nói, ta có thể cảm thấy sở tiểu hữu có địch ý với ta, có phải vì chuyện Diệp Duy không không? Ngày trước Hàng Giang Thành là ta và Diệp Duy không cùng nhau gây dựng, nhưng Hàng Giang Thành không thuộc về ta, ta là tinh hà tán nhân chứ không phải thành chủ Hàng Giang Thành. Từ khi ta rời khỏi Hàng Giang Thành, trở thành cổ tôn, thật ra ta và Hàng Giang Thành đã không có quan hệ gì. Nếu ta vẫn muốn giúp Hàng Giang Thành, bây giờ người hùng bá đông vực đã không phải Lăng Tiêu Tông mà là Hàng Giang Thành. Nói đoạn, mạnh tinh hà nhìn sở hưu một cái rồi nói có lẽ ngươi cho rằng ta đang nói khoác nhưng xưa nay tính ta không thích nói khoác không ai trong lăng tiêu tông ngăn được ta cho dù bọn họ vận dụng lăng tiêu vô cực ấn cũng vậy lời nói của mạnh tinh hà không có nhiều cảm xúc tự phụ chỉ có tự tin tự tin cực độ sở hưu hít mắt nói tức là cho dù trước đây ta bố trí âm mưu đối với hàng gian thành khiến họ tổn thương nặng nề diệp duy không còn bị trọng thương mạnh tán nhân cũng không giận chó đánh mèo với ta. Mạnh tinh hà lắc đầu nói, đương nhiên là không, phải nói là không cần thiết. Diệp Duy không rất cố chấp, ta cũng rất cố chấp, cho nên hắn có con đường của hắn, ta cũng có con đường của ta. Nếu ta can thiệp vào chuyện của hắn, vậy tức là rời khỏi con đường ta đã lựa chọn lúc đầu. Tương tự, Diệp Duy không cũng biết ta, hiểu ta, nhiều năm qua hắn cũng chưa từng tới tìm ta. Bây giờ ngươi là cổ tôn, ta cũng là cổ tôn, giữa chúng ta không phải chuyện thị thị phi phi trên giang hồ mà là chuyện giữa cổ tôn. Ồ. Vậy Mạnh Tinh Hà muốn nói chuyện gì đây? Trong số chư vị cổ tôn ở đây, tuy thực lực của ta không phải là yếu nhất nhưng lại không phải mạnh nhất, còn bối phận thì còn là thấp nhất nữa kia. Mạnh Tinh Hà trầm giọng nói, "Sở Tiểu Hữu đồng tu ba nhánh đạo Phật ma, ngươi nhìn nhận về chuyện thiên kiến bè phái thế nào?" Sở Hưu nghe câu hỏi của Mạnh Tinh Hà mà khó hiểu thiên kiến bè phái. Chuyện này thì tất cả các võ giả đều biết, Mạnh Tinh Hà hỏi cái này để làm gì. Sở hưu suy nghĩ một chút rồi nói, cái gọi là thiên kiến bè phái chỉ là khác biệt về trận doanh mang tộc. Bảo võ giả Phật môn tu luyện ma công đương nhiên không ổn, vì đầu tiên họ là đệ tử Phật môn, thân phận này hạn chế bọn họ. Nếu không có thiên kiến bè phái, vậy đơn giản thôi, chỉ cần coi mình là một võ giả thuần túy là được bất luận là võ công phật môn hay võ công ma đạo đều là võ công vì sao không thể kim tu mạnh tinh hà hài lòng gật đầu nói sở tiểu hữu suy nghĩ không sai chính vì thiên kiến bè phái cho nên con đường võ đạo của giang hồ mới trì trệ không tiến bộ thật ra ta có một ý tưởng tập hợp lực lượng của những cổ tôn chúng ta chia sẻ công pháp truyền nhân của cổ tôn chúng ta và các đại phái trên giang hồ đều có thể đi vào tu hành trong đó không quan tâm tới xuất thân chỉ luận võ đạo chẳng hay sở tiểu hữu có hứng thú không mạnh tinh hà tới tìm y là nói chuyện này khiến sở hưu cũng ngây ngốc không biết đối phương đang có ý đồ gì nói thật lòng thì ý tưởng của mạnh tinh hà cũng không tệ võ đạo võ đạo nếu bảo thủ chỉ khiến võ đạo càng ngày càng yếu bỏ qua thiên kiến bè phái để tất cả mọi người hợp lực nghiên cứu võ đạo thật ra đây là chuyện tốt nhưng sở hưu không tin mạnh tinh hà cho dù là ninh huyền cơ nói câu này sở hưu cũng tin nhưng mạnh tinh hà nói thì sở hưu không tin bất luận hắn có địch ý với sở hưu hay không tóm lại hiện giờ sở hưu luôn giữ thái độ cảnh giác với hắn mấy trăm năm trước vị tinh hà tán nhân này đã nổi danh trên giang hồ gương mặt nở nụ cười ấm áp toàn thân tỏa ra cảm giác ôn hòa nhưng sở hưu luôn cảm thấy đối phương có gì đó nguy hiểm cho nên cuối cùng sở hưu chỉ mỉm cười nói mạnh tán nhân lo nghĩ cho thiên hạ như vậy khiến tại hạ bái phục nhưng chuyện này rất hệ trọng, tuy ta đã tiếp nhận danh hiệu cổ tôn, nhưng cũng phải trở về bàn bạc với gia sư mới được. Mạnh Tinh Hà gật đầu nói, nếu vậy, ta cũng không quấy rầy sở tiểu hữu nữa. Sau khi nói xong, Mạnh Tinh Hà không hề cưỡng ép, trực tiếp tới chỗ người khác nói gì đó, chắc cũng là chuyện này. Đại hội cổ tôn tiến hành chỉ một ngày là kết thúc, dù sao tới cuối cùng ở đây cũng chỉ có hơn 20 vị cổ tôn, tính cả truyền nhân cũng không đến trăm người một ngày đã đủ để trao đổi rồi trước khi đi sở hưu còn muốn tìm cơ hội hỏi xem rốt cuộc long linh nhi và lạc phi hồng ra sao nhưng không tìm được cơ hội hứa thiên nhai và phương bạch độ đã mất đệ tử bây giờ khó khăn lắm mới tìm được đệ tử mới mà mình hài lòng đương nhiên phải trân trọng nhưng cũng không phải vội nhìn bộ dạng hai cô gái là sở hưu biết hai người đang tiến triển rất thuận lợi sau khi đại hội cổ tôn kết thúc đám người hứa thiên nhai cũng không tới gây sự với y một là vì không dám, với thực lực mà Sở Hưu vừa thể hiện, trừ phi hai người bọn họ cùng ra tay, bằng không tuyệt đối không địch nổi Sở Hưu. Ngoài ra, bất luận vị cường giả cổ tôn lão thành như nguyên thần tôn hay vị cổ tôn vừa kế thừa là mạnh tinh hà, đều là người mà bọn họ phải e ngại, trong tình hình như vậy bọn họ thật sự không dám làm loạn. Sau khi trở lại khu vực Nam Mang, Sở Hưu vẫn không hiểu những lời mạnh tinh hà đã nói là có ý gì. Y dứt khoát bỏ qua không phí công suy nghĩ nữa mà trực tiếp bế quan, nghiên cứu tạo hóa ma đạo. Tạo hóa Thiên Ma Kinh mà Tề Liên Hải đưa cho Sở Hưu là tâm huyết cả đời của sư tổ chi phái của hắn, tập hợp sức lực suốt mấy đời, lưu truyền đến nay. Tuy không thể thật sự thôi diễn tạo hóa ma đạo tới đỉnh phong nhưng cũng khiến Sở Hưu được lợi không nhỏ. Lúc này trong mật thất bế quan, quanh người Sở Hưu tỏa ra ma khí màu đen, đậm đặc tới mức như hóa thành thực chất ma khí nồng nặc này thẩm thấu vào thiên địa quy tắc xung quanh diễn hóa địa phong thủy hỏa thậm chí cuối cùng trực tiếp biến mật thất bế quan của sở hưu thành một tòa ma quật như nguyên thủy ma quật phiên bản thu nhỏ vô số lần ngay sau đó ma khí nồng nặc kia đều bị sở hưu thu hồi vào trong cơ thể nguyên thủy ma quật bản thu nhỏ cũng theo đó tiêu tán sở hưu thở dài một tiếng ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng trước đó thiên hồn từng nói với sở hưu Độc Cô Duy Ngã thi triển lĩnh vực là có thể nhắm thẳng tới bản nguyên ma đạo, có thể nói lĩnh vực của hắn chính là một nguyên thủy ma quật. Còn bây giờ con đường của Sở Hưu đã khác với Độc Cô Duy Ngã, nhưng lúc này y lại dựa vào tạo hóa ma đạo, cũng có thể đạt được hiệu quả như vậy. Ít nhất khởi điểm ma đạo của Sở Hưu theo phương hướng khác với Độc Cô Duy Ngã. Sở Hưu gọi tâm ma trong đầu ra nói, không phải ta chỉ biết lừa ngươi làm việc. Trước đó ta đã nói chỉ cần tu vi tạo hóa ma đạo của ta tiến bộ là có thể chế tạo cho ngươi một thân thể hoàn hảo. Hiện tại với trình độ tạo hóa ma đạo của ta, chỉ cần có đủ tinh huyết, ta có thể tạo cho ngươi một bộ thân thể. Tâm ma có rất nhiều ký ức của võ giả, hắn vẫn luôn chờ đợi ngày mình thật sự trưởng thành, thậm chí còn oán trách sở hưu nhiều lần vì y năm lần bảy lượt lơ là nguyện vọng của nó. Nhưng khi đợi được đến lúc sở hưu thực hiện lời hứa, nó lại chẳng hề gấp gáp nghe vậy tâm ma chỉ hỏi nếu tạo dựng thân thể thực lực tối đa của ta có thể lên tới cảnh giới nào sở hưu nói khí huyết tinh thần là căn bản của thân thể ngươi là tinh thần chỉ cần ta đạt được đủ khí huyết của cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền ta có thể tạo cho ngươi một thân thể cảnh giới thiên địa thông huyền tâm ma đầy phấn khởi nói vậy cảnh giới võ tiên thì sao sở hưu lắc đầu nói cảnh giới võ tiên thì ngươi đừng nghĩ chưa nói tới chuyện ta đi đâu giết võ tiên lấy máu cho ngươi, điều khiến võ tiên cường đại là ở năng lực khống chế quy tắc. Những võ giả mà ngươi hấp thu ký ức, mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới thiên địa thông huyền. Cho nên ngươi chỉ có thể khống chế lực lượng của cảnh giới thiên địa thông huyền, cho dù ta kiếm được thân thể của võ tiên cũng chỉ là cái xác rỗng mà thôi. Tâm ma gật nhẹ đầu, suy nghĩ cả nửa ngày rồi mới nói, tạm thời ta còn chưa nghĩ xong, đợi ta nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho ngươi. Khó khăn lắm mới chờ được tới cơ hội, tâm ma lại chẳng vội vàng. Lần này Sở Hưu tốn 3 tháng bế quan nghiên cứu tạo hóa ma đạo, vốn dĩ y còn định bế quan tiếp nhưng lúc này lại có người gõ cửa trận pháp, nhắc Sở Hưu có chuyện xảy ra. Khi Sở Hưu từ trong mật thất bế quan đi ra, Mai Kinh liên lập tức đi tới nói, gã mập tư không đàm tới, hắn nói hắn tìm được manh mối liên quan tới bản nguyên. Sau khi nghe xong Sở Hưu cũng sững sờ. Phản ứng đầu tiên của y không phải vui mừng mà là cảm thấy tư không đàm tìm sai rồi. Thứ như bản nguyên tuyệt đối là chí bảo trong chí bảo, không khéo còn trong kho báu của đại phái đứng đầu, tư không đàm có thể tìm ra thứ này trong thời gian ngắn như vậy à. Sở hưu không tin tên mập mập này lại gắng sức đến thế. Khi sở hưu gọi tư không đàm tới, gã mập lập tức chấp tay ninh bợ, mấy ngày nay không gặp đại nhân, tu vi của đại nhân lại có tiến bộ rất nhiều, có thể là cảnh giới đỉnh cao cửu trọng thiên chỉ dễ như trở bàn tay tuy thời gian vừa qua sở hưu bế quan cũng có một số thành quả nhưng với nhãn lực của tư không đàm hắn không thể nhìn ra hiện tại sở hưu tiến bộ hay thụt lùi đây đơn giản là nịnh bợ theo thói quen mà thôi sở hưu xua tay nói được rồi đừng nịnh bợ nữa ta nghe nói ngươi thăm dò được manh mối về bản nguyên tư không đàm gật đầu nói theo tin tức mà đại nhân đưa ta Ta chắc chắn tới 9 phần 10 thứ đó chính là bản nguyên, nhưng ta còn chưa thấy được vật thật nên không dám xác định. Ồ! Vậy rốt cuộc bản nguyên đó đang trong tay ai? Trong tay Phạm Giáo. Tư không đàm trầm giọng nói, chuyện là như vậy, sau khi ta nhận được tài nguyên mà đại nhân ban thưởng, ta đã khuếch trương quy mô của thần cơ môn, đồng thời phái các đệ tử đáng tin cậy tới Tây vực và bắt vực khai thác thông tin. Một đệ tử của ta khá quyết liệt không ngờ trực tiếp quy y xuất gia, bái vào một miếu nhỏ ở Tây Vực. Khu vực Tây Vực trừ hai đại phái Phật môn trứ danh là Thiên La Bảo Tự và Phạm Giáo, còn có vô số chùa miếu nhỏ, chia ra thuộc phe Phạm Giáo hay phe Thiền Tông. Căn miếu mà đệ tử ta gia nhập thuộc phe Thiền Tông, có quan hệ cực kỳ thân cận với Thiên La Bảo Tự, truyền thừa cũng khá lâu đời. Hắn tìm thấy một chuyện được ghi chép lại trong tàn kinh cát, nói là khi thiên la bảo tự và phạm giáo vừa đi vào đại la thiên đã đại chiến một trận chỉ vì tranh đoạt một vật sở hưu trầm giọng nói nhưng theo ta biết ở hạ giới hai phái đã không hợp hai bên tranh đoạt một vật nên khai chiến cũng rất bình thường làm sao ngươi xác định được thứ bọn họ tranh đoạt chính là bản nguyên tư không đàm giải thích bởi vì lần tranh đoạt đó thậm chí khiến một số chùa miếu nhỏ ở tây vực cũng dính vào ngôi miếu của đệ tử ta đứng về phe thiên la bảo tự Tổ tiên thậm chí còn tự mình ra tay đoạt lấy thứ này. Bề ngoài và hiệu quả của nó hệt như miêu tả của Sở Đại Nhân về bản nguyên, chỉ tỏa ra một chút lực lượng ít ỏi màu vàng nhạt, nhưng lại được cất giữ trong hộp báo cực kỳ quý báu, được chế tạo bằng Thái Dương tinh kim. Nghe Tư Không Đàm nói vậy, Sở Hưu đã chắc tới 9 phần 10 đó chính là bản nguyên. Nhưng không ngờ thứ này lại rơi vào tay Phạm Giáo, như vậy thì phiền phức rồi. Với quy mô hiện tại của Phạm Giáo, cho dù sở hưu dốc hết lá bài tẩy ra, y vẫn không địch nổi. Hiện tại bản nguyên này được đặt trong phạm giáo, ngươi biết đối phương có nghiên cứu được thứ gì không? Tư không đàm lắc đầu nói, chuyện này thì thuộc hạ thật sự không biết, đệ tử của ta cũng chỉ thăm dò được đôi ba câu mà thôi. Lúc đầu bản nguyên này bị thiên la bảo tự đoạt được, nhưng sau đó lại bị phạm giáo dùng kế cướp ngược lại. Hơn nữa lúc đó một vị cao tăng của thiên la bảo tự đã đánh đổi cả tính mạng để phong ấn một phần năng lực của vật đó, tức là cho dù mình không chiếm được cũng không thể để phạm giáo sử dụng. Sau này, vật đó luôn được cất giữ trong viết xuân điện của phạm giáo. Tuy thực lực của viết xuân điện không mạnh bằng Shiva điện và Brahma điện, nhưng bọn họ lại am hiểu đủ thứ bí pháp kỳ quái, còn nghiên cứu ra đủ thứ kỳ dị, cho nên thứ nghi là bản nguyên kia vẫn luôn bị viết xuân điện cất giữ. Sở hưu nghe vậy vuốt cầm nheo mắt. Có thể nói là Mai Kinh Liên hiểu rất rõ về sở hưu, vừa thấy bộ dạng này của y là đoán ra y đang suy nghĩ điều gì, chắc chắn đang tính kế người khác. Này, không phải ngươi đang có ý đồ với phạm giáo đấy chứ? Đó là phạm giáo có chí cường giả cửu trọng thiên đấy, số lượng võ tiên của phạm giáo có khi còn nhiều hơn cả cái đông vực này. Sở hưu hiếp mắt nói, ta giết tân già la. Mai Kinh Liên cũng bó tay, ta biết ngươi giết tân già la, nhưng vấn đề là phạm giáo không chỉ có một tân già la, trước mắt hạ giới. Tóm lại trong thời gian hiện nay, tốt nhất chúng ta nên khiêm nhượng an ổn một chút mới thỏa đáng. Thật ra tính cách của Mai Kinh Liên cũng không phải bảo thủ cố chấp, ngược lại cô cũng là người khá cấp tiến, làm việc cũng khá to gan lớn mật. Nhưng so với Sở Hưu, những hành động cấp tiến to gan lớn mật của Mai Kinh Liên đều không là gì. Sở Hưu là loại người dám chọc thủng cả bầu trời. Nếu là lúc bình thường, Phạm Giáo nhiều lần nhắm vào bọn họ, chắc chắn Mai Kinh Liên cũng tán thành phản công nhưng trong tình huống hiện tại, hai giới thượng hạ có thể liên thông bất cứ lúc nào, nên an phận một chút thì hơn. Sở hưu lắc đầu nói, ta biết phạm giáo không chỉ có một tân già la, nhưng tương tự, phạm giáo cũng không chỉ có một kẻ địch là ta. Tân già la là điện chủ mới nhậm chức của viết sung điện thuộc phạm giáo, tiền đồ tương lai không thể ước lượng. Ta giết hắn không khác nào vả vào mặt phạm giáo. Nhưng sau đó phạm giáo có phái người tới gây sự với ta không? Không có, chỉ có mình em m đà la mà thôi nhưng em m đà la tới gây chuyện với ta cũng không phải vì giới cao tầng của phạm giáo hạ lệnh mà là ý định riêng của em m đà la hắn đến vì ngọn lửa diệt thế nói đến đây sở hưu nở một nụ cười khó lòng nắm bắt hiển nhiên trong mắt phạm giáo sở hưu ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể mà thôi ta giết tân già la vả vào mặt phạm giáo bọn chúng sẽ tức giận nhưng vẫn không thể tập trung vào ta bởi vì hiện tại bọn chúng còn có đối thủ khó giải quyết hơn đang chờ bọn chúng. Ví dụ như, Thiên La Bảo Tự. Nói đoạn, sở hưu đưa mắt nhìn sang tư không đàm, có phải hiện tại tình hình Tây Vực đang rất mẫn cảm không? Tư không đàm sửng sốt sau đó lập tức nịnh bợ, sở đại nhân mắt sáng như sao, liệu sự như thần. Quảng thời gian này đúng là hiếm có, Phạm Giáo và Thiên La Bảo Tự không giao chiến với nhau, nhưng tam đại điện của Phạm Giáo bắt đầu co dần thế lực, Đồng thời Thiên La Bảo tự cũng gọi hết các tăng nhân ra ngoài rèn luyện trở về, bầu không khí ở Tây vực tựa như mưa gió sắp đến, không biết khi nào sẽ có bão táp hàng lâm. Tân già La bị Sở Hưu giết chết, trong mắt người ngoài thì đây là động tới thể diện của Phạm giáo. Tuy võ tiên rất quý giá, rất cường đại, cho dù là Tam Thanh Điện đứng trên đỉnh cao của Đại La Thiên, võ tiên cũng là chí cường giả. Nhưng một võ giả nhất trọng thiên không cách nào ảnh hưởng tới tồn vong của Phạm giáo cho nên theo bọn họ thấy đây không phải là đại sự. Nhưng trên thực tế cái chết của Tân Già La lại phá vỡ thế cân bằng của Tây Vực. Phạm giáo nội tình cực kỳ thâm hậu, theo lời phương ứng long thì nếu Tân Già La không chết, đi vào Đại La thần cung thuận lợi, hắn có thể trực tiếp đạt tới võ tiên tam trọng thiên. Hơn nữa trong phạm giáo còn có một loại bí pháp truyền thừa tên là tam thần quán đỉnh, là bí thuật quán đỉnh mà các đời võ tiên để lại, không phải quán đỉnh lực lượng mà là quán đỉnh lực lượng quy tắc. Có truyền thừa Tam thần, Tân Già La có thể đạt tới võ tiên lục trọng thiên trong thời gian cực ngắn. Cho nên mới nói cái chết của Tân Già La không chỉ là tổn thất một võ tiên nhất trọng thiên, mà là mất đi một vị trí cường giả lục trọng thiên, phá vỡ thế cân bằng giữa phạm giáo và thiên la bảo tự. Còn sau khi thế cân bằng bị phá vỡ, tây vực sẽ ra sao? Không cần thời gian dài, đúng như thông tin mà Tư Không Đàm đã nói, mưa gió sắp đến, không biết sẽ bộc phát vào lúc nào. Tư Không Đàm ở bên dưới nghe Sở Hưu và Mai Kinh Liên nói chuyện, đã đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc bọn họ đang nói gì? Tính kế phạm giáo đứng đầu Phật tông ở Tây vực. Trong mắt những người khác việc này có khác gì tự sát. Sở Hưu liếc nhìn Tư Không Đàm đang lo lắng không thôi, lạnh nhạt nói, "Yên tâm đi, cho dù ta có ra tay với phạm giáo, ta cũng không để ngươi xung phong đâu. Tạm thời cứ bảo đệ tử của ngươi thu thập thông tin về phạm giáo cho ta." Sau khi tư không đàm rầu rỉ rời khỏi, Mai Kinh Liên ở phía sau nói khẽ, thật ra ngươi không cần nôn nóng như vậy, Đại La Thiên và Hạ Giới hợp nhất còn cần một thời gian. Dựa theo tốc độ phát triển của chúng ta, đợi tới khi hai giới thượng hạ liên thông, thậm chí chúng ta có thể phát triển tới thực lực không kém gì lăng tiêu tông. Sở hưu khẽ thở dài một tiếng rồi nói, thời gian. Chính vì thời gian không còn nhiều nên ta mới vội vàng như vậy. Ta phải tới Tây Vực một chuyến, nếu kế hoạch thuận lợi, thực lực dưới trướng ta phải chỉnh lý thống nhất chuẩn bị ra tay chuyện này giao cho ngươi ta tới tây vực một mình là được nghe sở hưu nói vậy mai kinh liên không lên tiếng thuyết phục tiếp cô biết một khi sở hưu đã ra quyết định thì không dễ gì thay đổi nhưng có chuyện cô cũng không biết không phải sở hưu sợ chuyện hai giới thượng hạ liên thông mà là sợ độc cô duy ngã đang náo mình trong hoàng tuyền thiên cho dù hai giới thượng hạ liên thông với thực lực hiện tại của sở hưu cũng không cần phải sợ đủ để kiếm một chỗ cắm dùi trong thời loạn lạc. Nhưng độc cô duy ngã ẩn sâu trong hoàng tuyền thiên lại khiến Sở Hưu luôn phải chịu áp lực, đặc biệt là sau khi y cảm nhận được bản nguyên. Trước đó Thiên hồn nói cho Sở Hưu chuyện bản nguyên, Sở Hưu vẫn coi bản nguyên như chìa khóa mở trường sinh thiên. Nhưng khi chính y nhận được bản nguyên, cảm nhận được luồng lực lượng đó, thậm chí được hưởng lợi từ lực lượng đó, Sở Hưu mới hiểu bản nguyên không chỉ là chìa khóa. Bản thân Sở Hưu đã lấy được bản nguyên âm dương thậm chí tới giờ vẫn chưa có cách nào sử dụng nó, chỉ dựa vào một chút lực lượng tràn ra khi bản nguyên âm dương va chạm mà trực tiếp tăng thêm một tầng cảnh giới võ tiên, nếu có thể thật sự điều động lực lượng bản nguyên, vậy sẽ khủng khiếp tới mức nào. Trong tay độc cô Duy Ngã đang có ít nhất hai luồng bản nguyên, thậm chí có thể là ba luồng. Hắn lấy được những bản nguyên này đã hơn 500 năm, có trời mới biết hắn đã nghiên cứu lực lượng bản nguyên tới mức độ nào cho nên bên phía sở hưu chỉ có thể nghĩ đủ mọi cách để đuổi theo mới được từ nam vực tới tây vực có một con đường lớn nhưng sở hưu không đi theo lối đó mà xuyên qua thập vạn đại sơn ở nam mang để tới tây vực tốt xấu gì thì sở hưu cũng coi như nhân vật nổi tiếng ở đại la thiên lúc này tới tây vực thì mục tiêu quá rõ ràng còn đi vòng qua khu vực nam mang tuy sẽ gặp các bộ lạc mang tộc nhưng trước mặt bộ lạc hắc la đã là đại bộ lạc ở toàn bộ khu vực nam mang có tính vật của bộ lạc hắc la sở hưu đi ngang qua khu vực Nam Mang cũng không gây ra chấn động gì lớn. Nhưng đường xá trong khu vực Nam Mang khá khó đi, với tốc độ hiện tại của sở hưu, vẫn phải mất hơn một tháng mới rời khỏi khu vực Nam Mang, đi vào Tây Vực. Nhưng sau khi tới Tây Vực, sở hưu lại phát hiện mình khá nổi bật. Chẳng trách đệ tử của Tư không đàm lại lựa chọn gia nhập một chùa miếu nhỏ của Thiền Tông để che giấu tung tích, thám thính tình báo. Trong khắp khu vực Tây Vực này không tìm ra mấy tán tu lưu phái khác. Sau khi Sở Hưu tới Tây Vực, võ giả trên đường hoặc là hòa thượng, hoặc là tục gia đệ tử chưa quy y, cơ bản là rất ít võ giả tán tu, cho nên những võ giả khác tới Tây Vực lại có vẻ rất bắt mắt. May mà Sở Hưu cũng tu luyện công pháp môn phái, khí thế quanh người y xoay chuyển, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một đệ tử Phật tông chưa quy y toàn thân tràn ngập Phật quang, không có vẻ gì là thiếu hài hòa. Thiên La Bảo Tự và Phạm Giáo chia đôi Tây Vực, cho nên thật ra Thiên La Bảo Tự không phải một chỉnh thể trừ chùa miếu tổng bộ, những viện khác phân bổ khắp nơi trong Tây Vực, còn sở hưu lại muốn tìm bằng hữu cũ của mình, phát minh của Hoa Nghiêm Cát. Hoa Nghiêm Cát tọa lạc tại phổ thiện quận ở Tây Vực, vị trí chính giữa chính là Hoa Nghiêm Cát. Khi sở hưu thấy Hoa Nghiêm Cát, y cũng phải kinh ngạc. Chùa miếu cung điện rộng tới ngàn trượng, cực kỳ khí thế và hùng vĩ, ngoài tăng nhân Phật môn qua lại còn có rất nhiều khách hành hương nối đuôi nhau không dứt, hương hỏa hưng thịnh, thậm chí không kém hơn Tu Bồ Đề Thiền viện và Đại Quang Minh tự dưới hạ giới. Phải biết đây mới chỉ là một các viện thuộc Thiên La Bảo tự mà thôi chứ không phải tổng đàn của Thiên La Bảo tự, thậm chí tính cả Thiên La Bảo tự thì Hoa Nghiêm Các không phải các viện có thực lực mạnh nhất. Sở Hưu đi tới trước cửa, nói với tăng nhân giữ cửa, tại hạ muốn cầu kiến Pháp Minh đại sư. Tăng nhân trẻ tuổi nhìn Sở Hưu một cái, lạnh nhạt nói, xin lỗi, Pháp Minh đại sư không tiếp khách. Sở Hưu nhíu mày, tăng nhân tây vực hay nên nói là tăng nhân thiên la bảo tự có vẻ kiêu ngạo quá đáng sao lúc ở đại la thần cung y không phát hiện ra thật ra thái độ của tăng nhân này cũng rất bình thường đệ tử phụ trách canh gác đều là những người trẻ tuổi tinh nhuệ vốn có chút nông nổi của tuổi trẻ hơn nữa trong toàn bộ tây vực ngoài thế lực phạm giáo đối địch tất cả các chùa miếu tán tu khác đều thuộc thiền tông khi gặp võ giả thiên la bảo tự bọn họ đều phải khắc khí sở hưu vốn lạ mặt y cũng không thể buông khí thế võ tiên ra đi đường được, cho nên bị người ta khinh thường cũng rất bình thường. Sở hưu nở nụ cười như có như không vuốt mũi, đã rất lâu rồi y không bị người khác đối xử như vậy. Có người sợ y, có người e ngại y, cũng có người hận y, nhưng đã rất lâu rồi sở hưu không bị người khác coi nhẹ như vậy, chuyện này còn khiến y có cảm giác mới lạ. Đương nhiên sở hưu cũng không có sở thích đặc thù gì, với thân phận hiện tại của y, y không cần chấp nhặt với một võ giả tiểu bối, thậm chí còn không tức giận. Cho nên sở hưu cũng chẳng muốn lãng phí thời gian, lực lượng cường đại chậm rãi tỏa ra quanh người y, một hư ảnh đại nhật như lai hiện lên sau lưng, Phật âm phạm sướng đột nhiên vang lên. Khí tức mạnh mẽ đó khiến tăng nhân canh gác trẻ tuổi bị dọa tới mức lùi lại phía sau, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Vì thế này ngay cả thủ tọa hoa nghiêm các của hắn còn không có. Vị cao tăng nào đến đây vậy? chiêu đãi không được chu đáo mong được thứ lỗi một âm thanh uy nghiêm vang lên phát minh vẻ mặt nghiêm nghị từ trong đi ra nhưng khi thấy sở hưu gương mặt phát minh lại lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng sở công tử sao ngươi lại tới tây vực sở hưu mỉm cười nói phát minh đại sư lâu rồi không gặp có khỏe không lần này ta tới đây là có chuyện cần bàn bạc với thiên la bảo tự các ngươi chuyện này khá bí mật nói bên ngoài có vẻ không ổn lắm Pháp Minh thấy vậy vội vàng dẫn sở hưu tới một thiền điện, hỏi: hôm nay sở công tử tới đây là có chuyện cấp bách gì? Tuy trước đó trong đại la thiên, pháp tịnh đã nhắc nhở pháp minh, sở hưu này không phải hạng dễ đối phó, bảo hắn phải cảnh giác. Nhưng pháp minh là người ân oán rõ ràng, hắn chỉ biết sở hưu cứu tính mạng hắn, ơn cứu mạng không dễ gì báo đáp. Sở hưu không trực tiếp trả lời câu hỏi của pháp minh mà hỏi ngược lại: gần đây tình hình thiên la bảo tự và phạm giáo rất mẫn cảm. Pháp Minh cười khổ nói, mẫn cảm. Phải nói là rất nhạy cảm, chạm vào là nổ. Bây giờ thủ tọa Hoa Nghiêm các chúng ta không có mặt ở đây mà đang tập trung thảo luận cơ mật với các vị thủ tọa các chủ trong Thiên La Bảo tự. Ồ. Vậy vì sao còn chưa khai chiến? Pháp Minh ngừng một chút, nghĩ lại thì đây không phải chuyện bí mật gì nên hắn mới nói, thật ra cũng không có gì, không phải không muốn đánh mà là không dám đánh thôi. Sở công tử thân là một chắc cũng biết chuyện liên quan tới hạ giới gần đây. Trong hoàn cảnh này, Đại La Thiên không nên đấu đá quá căng thẳng. Cho nên đạo Tôn đã đích thân mời Thế Tôn và giáo chủ phạm giáo tới Bắc vực luận đạo. Sở Hưu nhíu mày, giáo chủ phạm giáo và Thế Tôn của Thiên La Bảo tự đều không ở Tây vực, chuyện này vượt ngoài dự đoán của Sở Hưu. Tức là hai vị này không có mặt thì các ngươi cũng không dám động thủ. Pháp Minh lắc đầu nói, không phải không dám động thủ có điều tuy phạm giáo tổn thất một vị điện chủ nhưng nếu thật sự giao chiến thì phạm giáo cũng có sức đánh một trận chúng ta không muốn chịu tổn thất quá nghiêm trọng thế tôn không có mặt chúng ta thậm chí còn không đưa tin được ai dám mạo hiểm hạ lệnh ăn thua đủ với phạm giáo nhưng nếu không động thủ thì mấy vị các chủ thủ tọa ở trên không cam tâm điện chủ viết sung điện đời trước đã bỏ mạng điện chủ tiếp theo lại chết trong tay sở công tử thời cơ tốt đẹp như vậy mà không động thủ thì đúng là không cam tâm Sở hưu hiếp mắt nói, bây giờ chư vị đại sư không cần không cam tâm nữa. Vì sao? Vì ta đã tới. Pháp Minh chỉ có tình cách thẳng thắn một chút chứ không phải kẻ ngu ngốc không hiểu ý tứ. Hắn hiểu ý sở hưu cho nên càng kinh ngạc. Sở công tử định liên thủ với thiên la bảo tự ta. Sở hưu hiếp mắt nói, lúc trước trong đại la thần cung, các ngươi gặp khó khăn khi đối mặt với phạm giáo là ta đã ra tay giải quyết giúp các ngươi. Còn bây giờ, các ngươi cũng đang gặp khó khăn trong chuyện đối phó với phạm giáo, ta cũng có thể giải quyết giúp các ngươi. Pháp Minh Đại Sư, ngươi nói đi, có phải ta có duyên với Phật môn các người không? Sở hưu có duyên với Phật môn hay không thì Pháp Minh không biết, hắn chỉ biết trong chuyện này thì lời của hắn cũng không có giá trị. Pháp Minh trầm giọng nói, sở công tử, với địa vị hiện tại của ta, căn bản là không thể nào nhúng tay vào chuyện này được. Bây giờ trong thiên la bảo tự, người chủ trì đại cục là thủ tọa hóa sinh các tề thiện thiền sư, ta sẽ dẫn sở công tử tới gặp ông ấy. Vậy làm phiền phát minh đại sư. Thiên La Bảo tự nằm ở vị trí trung tâm của phía đông tây vực, thật ra hóa sinh các không ở đây, nhưng lúc này tề thiện thiền sư đang thay thế tôn nắm giữ đại cục của Thiên La Bảo tự, đương nhiên phải ở lại trong Thiên La Bảo tự. Trước đó Sở Hưu cho rằng Hoa Nghiêm Các đã rất to lớn, nhưng Thiên La Bảo tự còn rộng lớn hơn tưởng tượng của Sở Hưu. Khi toàn bộ thiên la bảo tự đập vào mi mắt, sở hưu thậm chí cho rằng mình đã tới thánh địa linh sơn của Phật môn. Giỏi mắt nhìn sang, vô số cung điện chùa chiền được xây dựng bằng vàng và lưu ly, ánh vàng bao phủ khắp mặt đất, khiến bất cứ ai bước vào phạm vi và dặm xung quanh thiên la bảo tự cũng có cảnh giới như đang chìm đắm trong Phật quan. Điểm kỳ dị nhất là đại hùng bảo điện ở chính giữa, nó lơ lửng trên không trung, chắc chắn bên dưới là vô số trận pháp nâng đỡ. Làm như vậy không có tác dụng gì đối với phòng ngự của đại điện, dù sao theo sở hưu thấy tác dụng duy nhất chỉ có hai chữ, làm màu. Nghĩ tới đây, khóe miệng sở hưu không khỏi nở nụ cười lạnh. Thật ra nếu nói tới làm việc bá đạo, toàn bộ đại la thiên không có ai bá đạo bằng thiên la bảo tự. Ba vực còn lại, cho dù là tam thanh điện của đạo môn xưng tôn ở bắc vực, ngoài giới đạo môn ra họ vẫn chấp nhận những võ giả khác. Nhưng trong phạm vi tây vực, Ngoài Thiền tông của Thiên La Bảo Tự và phe phái của Phạm Giáo, gần như không chấp nhận bất cứ võ giả chi phái nào khác. Sở Hưu đi từ Phổ Thiện Quận tới Thiên La Bảo Tự, các châu phủ đi ngang qua đều tôn thờ chùa Miếu Tăng Nhân, người bình thường và võ giả tầng chót thờ cúng những chùa miếu nhỏ, còn chùa miếu nhỏ lại tôn thờ Thiên La Bảo Tự, cuối cùng mới có bộ dáng hùng vĩ này của Thiên La Bảo Tự. Lúc này Pháp Minh chỉ vào Thiên La Bảo Tự, sắc mặt kiêu ngạo nói, mời Sở công tử xem thử đây là thiên la bảo tự của chúng ta. Vạn năm trước Phật môn ta tới Tây Vực, nơi này chỉ là một vùng đất hoang vắng rừng thiên nước độc, còn hôm nay là đã thánh địa Phật môn người người Phật quan. Sở hưu cười thầm trong lòng, vì thánh địa Phật môn trước mắt, thiên la bảo tự đã giết không ít người. Vạn năm qua vô số dân chúng và võ giả tầng chót ở Tây Vực này cần mẫn khổ nhọc, nhưng đều bị phạm giáo thu gặt, có vậy mới gây dựng được thánh địa Phật môn trước mắt. Trong ánh Phật quan rực rỡ chiếu rọi khắp nơi kia, sở hưu có thể thấy một vệt đỏ máu lờ mờ di chuyển tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt sở hưu vẫn mỉm cười tân bốt không hổ là thánh địa phật tông thiên la bảo tự quả nhiên rộng lớn bất phàm phát minh có vẻ cực kỳ vinh dụ và đắc ý để sở hưu chờ ở cổng một lát hắn vào trước thông báo một lát sau cánh cửa lớn của thiên la bảo tự mở ra một âm thanh hùng hồn vọng lại sở công tử mời vào em mờ thanh đó mạnh mẽ hùng hồn thậm chí còn có năng lực trung động tâm linh, dường như bất cứ lời nói lừa dối nào cũng không còn chỗ che thân trước âm thanh mạnh mẽ hùng hồn này. Đương nhiên với tu vi tấn công của sở hưu và độ dày da mặt y, cộng thêm bản lĩnh đứng ngay mặt bịa đặt mà mắt không nháy tới một cái, thứ này cũng chẳng có tác dụng gì với y. Trong thiên la bảo tự, hàng loạt đệ tử rực rỡ Phật quan chăm chú nhìn sở hưu, yếu nhất cũng có cảnh giới thiên địa thông huyền, trong đó thậm chí còn có vài vị võ tiên. Hơn nữa đây còn chưa phải tất cả võ tiên của Thiên La Bảo Tự. Những các viện hàng đầu như Hóa Sinh Các, Hay Hoa Nghiêm Các, hầu như thủ tọa đều là cường giả võ tiên, thậm chí Hóa Sinh Các còn có hai vị võ tiên. Nếu là người khác bị nhiều cường giả Phật môn nhìn chằm chằm vào như vậy chắc đã cực kỳ bối rối, nhưng Sở Hưu đã gặp nhiều chuyện lớn, lúc này vẫn hết sức bình tĩnh, chắp tay với mọi người ở đây nói, "Đông vực Sở Hưu, ra mắt chư vị đại sư." "A, à, còn có pháp tịnh đại sư." đã lâu không gặp trong số các lão tăng ngồi phía trước pháp tịnh tướng mạo trẻ trung cực kỳ nổi bật hơn nữa khi pháp tịnh đi ra khỏi đại la thần cung hắn mới là võ tiên tam trọng thiên nhưng bây giờ đã có tu vi ngũ trọng thiên thiên la bảo tự cũng là đại phái truyền thừa vố ố năm tháng dưới hạ giới đương nhiên có thủ đoạn gì đó có thể tăng cường cảnh giới của cường giả cảnh giới võ tiên pháp tịnh gật nhẹ đầu chỉ vào một lão tăng mặt tăng bào màu vàng nhưng lại không quy y vẫn để mái tóc dài màu xám trắng, vị này chính là thủ tọa của Hóa Sinh các chúng ta, Tề Thiện Thiền sư. Vị lão hòa thượng để tóc dài như chưa quy y này thậm chí còn có tướng mạo khá hiền lành, nhưng Sở Hưu lại biết chắc chắn đối phương là một cường giả cực kỳ khủng khiếp. Hóa Sinh Các là một trong những thiền viện có thực lực mạnh nhất dưới Trướng Thiên La Bảo Tự. Đặc biệt là về mặt chiến lực, từng đánh cho Shiva Điện có chiến lực mạnh nhất phạm giáo không ngẩn đầu lên nổi thậm chí còn phải tập trung nghiên cứu ra ngọn lửa diệt thế có thể chống lại tịnh liên Phật quan. Vị tề thiện thiền sư trước mắt là thủ tọa của hóa sinh cát, chắc chắn trong tay hắn có không ít tính mạng của võ giả phạm giáo. Tề thiện thiền sư nhìn sở hưu, trầm giọng nói, vừa rồi Pháp Minh nói, ngươi có thể giúp thiên la bảo tự ta đối phó với phạm giáo. Sở hưu gật đầu nói, đúng vậy. Vì sao? Vì phạm giáo cũng là kẻ địch của ta sở hưu vung tay sắc mặt giận dữ nói trước đó không hiểu vì sao cung chủ huyễn hoặc thiên vương cung trong viết sung điện của phạm giáo tới gây chuyện với ta kết quả bị ta giết chết phiền toái đã bắt đầu từ lúc đó sau đó điện chủ mới của viết sung điện là tân già la lại liên tiếp nhắm vào ta trong đại la thần cung ta liên thủ với pháp tịnh đại sư giết chết hắn từ đó trở đi phạm giáo đã thù hận ta chẳng hay tề thiện thiền sư có nghe nói không ngay trước đây không lâu phó điện chủ của siva điện là m đà la còn liên thủ với thiên hạ kiếm tông ở nam vực tới gây chuyện với ta coi như ta đã nhìn rõ chưa diệt trừ phạm giáo thì ta vĩnh viễn không có ngày yên bình cho nên ta sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể khiến phạm giáo trọng thương tề thiện thiền sư không để ý tới vẻ phẫn nộ lòng đầy căm phẫn của sở hưu, hắn vẫn bình tĩnh hỏi trong đại la thần cung ngươi có thể liên thủ với pháp tịnh là vì khi đó ngươi có thực lực thu còn bây giờ, người muốn liên thủ với toàn bộ thiên la bảo tự ta là dựa vào đâu? sở hưu chỉ vào mình, trầm giọng nói, cũng là dựa vào thực lực của ta. sở hưu ta có tu vi võ tiên tam trọng thiên, nhưng có thể đối phó với ngũ trọng thiên. dưới trướng ta còn hai vị võ tiên nhất trọng thiên cùng với thế lực không kém hơn hoàng thiên cát, chẳng hay như vậy đã đủ chưa? một số tăng nhân ở đây sắc mặt thay đổi tuy bọn họ là người tây vực nhưng không phải hoàn toàn không hiểu tình hình của ba vực còn lại thực lực dưới trướng sở hưu không phải là không kém hơn hoàng thiên cát phải nói là đã vượt qua hoàng thiên cát nhưng chưa từng nghe chuyện đông vực có chiến loạn quy mô lớn sở hưu làm thế nào mà tích lũy được lực lượng như vậy tề thiện thiền sư lắc đầu nói đối phó với tông môn nhỏ thì đủ nhưng đối phó với phạm giáo thì không đủ sở hưu lại lắc đầu nói không đủ rồi Trước đó ta đã nghe Pháp Minh Đại Sư nói, đến giờ Thiên La Bảo Tự vẫn chưa xuất thủ mà dằn co với Phạm Giáo, đơn giản là vì lo nếu liều mạng sẽ khiến bản thân bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng tới thực lực của Thiên La Bảo Tự khi hai giới thượng hạ liên thông. Nhưng bây giờ thế cân bằng giữa Thiên La Bảo Tự và Phạm Giáo đã bị phá vỡ, chỉ thiếu một cọng rơm cuối cùng đè lên con lạc đà. Sở hưu chỉ vào bản thân nói, mà ta, chính là cọng rơm cuối cùng đó. Trong phạm giáo thì thực lực của Shiva Điện và Brahma Điện là mạnh nhất, viết sung điện xếp sau, còn ba điện này trấn thủ ba nơi ở phía tây của Tây Vực. Quý tự hiểu rất rõ phạm giáo, còn phạm giáo chắc cũng hiểu rất rõ quý tự. Cho nên chỉ cần thiên la bảo tự dốc toàn bộ lực lượng lên chiến trường chính diện, để phạm giáo phát động tổng lực, ta sẽ tập kích viết sung điện ở phía sau, khiến tam đại điện của phạm giáo biến thành hai. Các tăng nhân ở đây đưa mắt nhìn nhau, cách này của sở hưu có thể thực hiện, phải nói là hoàn toàn có thể. Diệt trừ được một đại điện của phạm giáo, cho dù là viết sung điện yếu nhất cũng đủ khiến phạm giáo trọng thương nguyên khí. Một lão tăng không nhịn được hỏi, người nói thì đơn giản nhưng viết sung điện tuy là yếu nhất nhưng trong phạm giáo tất cả các loại kỳ công dị pháp, trận pháp đặc thù đều do viết sung điện nghiên cứu ra. Một khi đại chiến diễn ra, chắc chắn sẽ có người đóng ở viết sung điện, ngươi định làm thế nào? Ngoài ra, ngươi dẫn theo nhiều người như vậy rời đông vực, chỉ sợ vừa tới Tây Vực đã bị phạm giáo phát giác rồi, người tưởng phạm giáo là mù loà hay sao? Sở hưu lạnh nhạt nói, chỉ cần thiên la bảo tự dốc toàn lực xuất thủ, người lưu thủ ở viết sung điện có mạnh được đến đâu. Dưới lục trọng thiên, ta đều có thể giết chết. Còn địa điểm tập kích, ta đâu có nói sẽ quan minh chính đại tấn công phạm giáo. Nếu đã là tập kích, đương nhiên phải thật bí mật. Ta sẽ đi vòng qua thập vạn Đại Sơn tới phía Tây rồi mới tấn công viết sung điện nhưng đám mang tộc ở khu vực nam mang không đợi lão tăng nói hết lời sở hưu đã trực tiếp lên tiếng chuyện này thì đại sư không cần lo lắng đó là vấn đề của ta hôm nay ta đi cả ngàn dặm xa xôi tới tây vực tới thiên la bảo tự giảng giải toàn bộ kế hoạch rồi rốt cuộc chư vị đại sư có đồng ý hay không mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn tề thiện thiền sư thiên la bảo tự có quy củ nghiêm ngặt xưa nay không có chuyện ý kiến không thống nhất cãi nhau ầm ĩ trước khi đi thế tôn đã giao quyền quản lý thiên la bảo tự cho tề thiện thiền sư vậy bây giờ thiên la bảo tự cần quyết định bất cứ điều gì chỉ cần thiên la bảo tự gật đầu là được tề thiện thiền sư nhìn về phía sở hưu thần sắc trong mắt khiến người ta không cách nào nhìn thấu một lúc lâu sau hắn mới nói ta có thể tin tưởng sở thí chủ không sở hưu ngang nhiên đáp đương nhiên là có sở hưu ta đã nói là sẽ làm được xưa nay chưa ai hợp tác với ta mà phải hối hận tề thiện thiền sư chắp tay trước ngực trầm giọng nói ba tháng sau thiên la bảo tự sẽ bắt đầu tập kết tấn công phạm giáo hy vọng đến lúc đó sở thí chủ đừng để thiên la bảo tự ta thất vọng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha